Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 64. Khuôn mặt Tống Diệu trắng bệch, cô ta run lên lẩy bẩy, bây giờ cô ta thật sự sắp bị dọa đến tè ra quần rồi nên không dám nói thêm một câu nào nữa. Tao thân là thái tử của Hòa Liên Thắng mà lại 5 lần 7 lượt bị một tên khốn nạn từ nơi khác đến như mày làm nhục. Hôm nay nếu như để cho mày bình yên vô sự rời khỏi nơi này thì sau này mặt mũi của tao biết để vào đâu. Hôm nay mày nhất định phải chết. Bên này vừa mới nói xong rồi bị dọa đến tè cả ra quần thì Lương Kiêu bên kia đã lại bắt đầu. Tề Đẳng Nhàn thực sự cảm thấy rất phiền, hắn giơ tay lên và thẳng tay bắn một phát vào đùi Lương Kiêu, bằng một tiếng thật lớn, trên đùi Lương Kiêu phun ra một tia máu tươi, sau đó cả người hắn ra nằm bệt ra đất, đau đến chết đi sống lại và liên tục lăn qua lộn lại. Mày xem đi, ma cà bông cũng chỉ là ma cà bông mà thôi, chỉ biết khua môi múa mép, không giống như tao. Tao chỉ biết động thủ thôi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói. Cái đùi của Lương Kiêu phun ra rất nhiều máu và chảy đầy ra đất, trông vô cùng đáng sợ. Tống Diệu không khỏi cảm thấy ớn lạnh, cái tên này cầm súng trong tay không phải chỉ để dọa người mà thực sự là dám nổ súng. Người có thân phận như Lương Kiêu mà hắn cũng không ngần ngại mà bắn một phát xuyên qua đùi hắn ta. Ban nãy nếu như mình còn lèm bèm thêm vài câu nữa thì phát súng đó liệu có thực sự bắn ra ở trong miệng mình hay không? Lúc này Lương Kiêu thực sự không dám buông lời ác độc nữa rồi, hắn ta đau đớn ôm lấy đùi mình, rất có kinh nghiệm mà xé toạc quần áo của mình ra, dùng băng vải quấn lấy vết thương trên đùi, tránh cho máu tiếp tục chảy nhiều hơn dẫn đến mất máu quá nhiều. Tề Đẳng Nhàn thấy thế thì bỗng cảm thấy vô cùng hài hước, không hổ là dân xã hội mà, kỹ thuật cũng rất thành thạo. Có thể sánh ngang với dạ ma luôn rồi. Lúc trước khi dạ ma bị hắn đánh gãy chân và ném vào trong phòng tối, cái tên đó cũng đã tự mình ra tay nắn xương rồi dùng nẹp để cố định lại, cách làm vô cùng thành thạo. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, cái đám Hòa Liên Thắng này được Trần gia nâng nỡ, nếu như mình đòi 1 tỷ thì liệu có phải là Trần gia sẽ đứng ra trả tiền không nhỉ? Nếu như Trần gia đứng ra trả món tiền này thì thật là có lỗi với người bạn đó của mình. Nếu như Trần gia đứng ra trả số tiền này thì mình sẽ rộng lượng hơn một chút, chỉ đòi 990 triệu thôi là được rồi. Suy nghĩ của Tề Đẳng Nhàn bỗng xoay chuyển, ấy, mình đối xử với Trần Ngư tốt quá, lúc nào cũng nghĩ cho cô ấy. Tề Đẳng Nhàn của bây giờ đã rơi vào tình trạng điên cuồng kiếm tiền rồi, dù sao thì khoản nợ của hắn ở nước ngoài thực sự quá nhiều, nếu không kiếm nhiều tiền hơn nữa thì ai mà biết được hắn sẽ phải trả nợ đến bao giờ đây. Cuối cùng. Sau khi ngàn ngóng vạn mong, rốt cuộc thì hai người Lương Kiêu và Tống Diệu cũng đợi được Lương Diệp rồi. Bố tao đến rồi, thằng mập chết tiệt, để tao xem mày còn hống hách được nữa không. Dám đắc tội với Hòa Liên Thắng, mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lương Kiêu nói với giọng kiêu ngạo. Bằng, Tề Đẳng Nhàn nhướn mày một cái và không kiên nhẫn mà bắn ra một phát. Có điều, phát súng này chỉ là bắn bừa chứ không hề nhắm chuẩn. Viên đạn trực tiếp bắn vào chỗ trống giữa hai chân của Lương Kiêu, cũng may là nó đã không biến hắn ta trở thành ông già Noel. Mồ hôi lạnh trên người Lương Kiêu róc rách chảy xuống, hắn ta sởn hết cả gai ốc, cái tên khốn nạn này thực sự dám bắn bừa à. Tề Đẳng Nhàn đang tính xem dạo gần đây mình đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi, nhân tiện nghĩ xem nên đòi bao nhiêu tiền từ chỗ của quý gia thì cái tên Lương Kiêu này lại mở miệng làm rối loạn mạch suy nghĩ của hắn. Hắn không thích như thế. Lương Diệp ở bên kia nghe thấy tiếng súng nổ thì trong lòng bỗng chốc sợ hãi, ông ta vội vàng sải bước chạy về phía trước, đám thuộc hạ mà ông ta dẫn theo cũng đều điên cuồng chạy theo. Tống Diệu là một người vô cùng nhanh nhạy, cô ta lập tức xoay người chạy thẳng về phía Lương Diệp, lúc này cô ta đã chắc chắn Tề Đẳng Nhàn chính là một kẻ liều mạng rồi, chỉ khi mình chạy đến bên cạnh Lương Diệp thì mới có thể được an toàn mà thôi. Ông Lương! Xảy ra chuyện rồi. Cái tên mập kia đến gây chuyện với tôi, thái tử vì để ra mặt giúp tôi mà đã cãi nhau với hắn ta. Cái tên mập đó vừa mới mở miệng đã đòi thái tử đưa cho hắn ta 1 tỷ, sau đó còn dùng súng để bắn gãy chân thái tử nữa. Hu hu hu. Ông Lương, ông nhất định phải báo thù cho thái tử đấy. Tống Diệu khóc sướt mướt và phát huy kỹ năng diễn xuất của mình, diễn xuất này một nửa là thật một nửa là giả. Chỗ nước mắt kia đúng thật là bị Tề Đẳng Nhàn dọa cho chảy ra.
Lương Diệp lại mất nhiên nhẫn mà đẩy Tống Diệu sang một bên và lạnh lùng nói, cút sang bên kia. Bố, sau khi nhìn thấy Lương Diệp, Lương Kiêu ngay lập tức kêu lên một cách ấm ức. Con cái cho dù có lớn đến đâu, khi bị người khác bắt nạt hoặc gặp chuyện ấm ức thì vẫn luôn muốn bố mẹ đứng ra chắn gió che mưa cho mình. Nhìn thấy con trai của mình bị súng bắn bị thương, gân xanh trên trán Lương Diệp điên cuồng co giật. Bố, chính là cái tên mập chết tiệt này, hắn ta 5 lần 7 lượt đối đầu với con, lần trước cũng chính là hắn ta đã vu cáo con hít thuốc phiện, khiến cho Hoắc Đa tống con vào trong trại tạm giam. Bố nhất định phải giúp con xả cục tức này. Nếu như không giết chết hắn ta, vậy thì sau này Hòa Liên thắng chúng ta sao còn có thể lăn lộn ở Hương Sơn được nữa. Cảm xúc của Lương Kiêu có chút suy sụp, hắn ta chỉ vào Tề Đẳng Nhàn đang trầm ngâm suy nghĩ và nói với Lương Diệp. Lương Diệp càng nghe thì sắc mặt lại càng trở nên u ám và khó coi, ông ta sầm mặt nói, anh đây có lai lịch gì mà lại cứ phải gây khó dễ cho con trai tôi thế hả? Gây ra chuyện như thế rồi mà cũng không nói gì à? Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới chậm rãi xoay người lại và nói, ha, đây chẳng phải là Lương lão đại hay sao? Sao nào, ông muốn xử lý tôi à? Lương Kiêu tức giận nói, bố nghe cái giọng điệu đó của hắn ta đi. Hắn ta hoàn toàn không thèm để bố vào trong mắt đâu. Không cần lại nhảy với hắn ta làm gì, trực tiếp giết chết hắn ta đi. Tống Diệu cũng đổ thêm dầu vào lửa, ông Lương, cái tên mập này vô cùng ngông cuồng, phải cho hắn ta nếm mùi lợi hại mới được. Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái, hắn ném khẩu súng vào trong lòng Lương Kiêu và nói, nào, giết tao đi. Lương Kiêu không nói lời nào mà lập tức đưa súng lên và bắn vào Tề Đẳng Nhàn vài phát. Nhưng Lương Diệp lại bất chợt hoàn hồn lại, ông ta đá vào ngực Lương Kiêu một cái, đá cho hắn ta người ngã ngựa đổ và đau đến suýt chút nữa đã ngạt thở. Hai khẩu súng trong tay Lương Kiêu cũng bay ra ngoài như một lẽ tự nhiên. Gân xanh trên trán Lương Diệp không ngừng co giật, ngài mập ở trước mặt này chính là kẻ mạnh mà ngay cả Trần Gia cũng phải cung phục, mà Trần Gia thì lại chính là kim chủ thực sự của Hòa Liên thắng bọn họ. Cái thằng nhóc Lương Kiêu này đúng thật là không có mắt nhìn. Thế mà lại dám đắc tội với quý nhân của nhà kim chủ. Tống Diệu thấy Lương Kiêu bị Lương Diệp đá ngã ra đất thì ngay lập tức sững sờ, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Tại sao ông Lương đến rồi mà lại không ra mặt cho con trai của mình, ngược lại còn đá hắn ta ngã ra đất thế? Ngẫm nghĩ thêm một lúc, Tống Diệu cuối cùng cũng thông suốt rồi, cả người không nhịn được bắt đầu run rẩy. Lương Diệp nở nụ cười gượng gạo, ông ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn và nói, ngài mập. Tại sao ngài lại ở đây thế? Đây là có hiểu lầm gì rồi à? Tề Đẳng Nhàn nhìn Lương Diệp và lạnh lùng nói, cái cô nữ minh tinh mà con trai ông bao nuôi này cho người lái xe đâm vào bạn của tôi đến để đòi lấy một lời giải thích, hắn ta lại cứ phải ra vẻ với tôi, ông nói xem tôi nên làm như thế nào đây? Miệng lưỡi Lương Diệp bỗng chốc trở nên khô khốc. Chỉ cần dựa vào thái độ của Trần Hải khi đối xử với Tề Đẳng Nhàn thôi là đã biết người này không phải là người mà ông ta có thể chọc vào rồi. Nếu như Tề Đẳng Nhàn không vui rồi bếp xếp với Trần Hải một cái, thế thì cái chức danh thủ lĩnh Hòa Liên thắng này của ông ta quá nửa là sẽ đi đến hồi kết. Con mẹ nó, mày đã làm cái gì thế hả? Lương Diệp cũng chỉ có thể nổi điên với đứa con trai đang ngơ ngác của mình mà thôi, ông ta hết đấm rồi lại đá. Cứ diễn khổ nhục kế đi đã rồi tính sau. Tề Đẳng Nhàn vội vàng xua xua tay và nói, Lương lão đại, ông đừng ở đây diễn khổ nhục kế với tôi nữa, tôi xem chán rồi. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm điều gì đó thiết thực hơn hay sao? Lương Diệp cười gượng vài tiếng và nói, ngài mập, ngài muốn thiết thực như thế nào đây? Ngài cứ nói thẳng ra đi. Đưa cho tôi 1 tỷ, sau đó... Các người hãy tự mình sắp xếp để đâm con gà mái này phải nhập viện cho tôi, như thế thì chuyện này sẽ coi như là chấm hết. Tề Đẳng Nhàn giơ tay ra chỉ vào Tống Diệu và nói. Lương Diệp nghe thấy Tề Đẳng Nhàn vừa mở miệng đã đòi 1 tỷ thì cả gương mặt bỗng dưng sụp xuống, con mẹ nó đây không phải là sư tử hét giá nữa mà là cá voi lưng gù hét giá luôn rồi. Nếu như người khác nói như thế thì chắc chắn Lương Diệp đã giáng cho đối phương một cái bạt tai thật mạnh rồi. Nhưng người nói ra những lời này lại là vị khách quý của Trần Gia, là ngài mập đến từ Nam Dương. 1 tỷ thì nhiều quá, có thể nào bớt một chút không? Hòa Liên thắng của chúng tôi không lấy đâu ra được nhiều tiền đến thế đâu. Lương Diệp gượng cười và nói.
thiếu một khắc thì đi mà nhặt xác cho con trai ông đi, tôi nói rồi đấy, ông liệu mà làm. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, hắn không muốn dài lòng, còn có con gà mái này nữa, nhớ phải xử lý cô ta cho tôi đấy. Tống Diệu sợ đến mức run rẩy toàn thân, nếu như sớm biết Giang Khuynh Nguyệt có hậu thuẫn khủng khiếp như vậy thì cô ta mới điên mới đi đắc tội với cô ta. Bây giờ cô ta có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Lần này Tề Đẳng Nhàn xuống tay nặng nề như vậy chính là để Giang Khuynh Nguyệt có một chỗ đứng ở Hương Sơn, nếu không thì sau này nói không chừng sẽ lại có kẻ nào đến bắt nạt cô ta. Mặc dù đã là bạn gái cũ rồi nhưng nên chăm sóc thì vẫn phải chăm sóc thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 1 tỷ thực sự quá nhiều, Lương Diệp cũng chỉ có thể lì mặt đi mặc cả với Tề Đẳng Nhàn một phen, tốt xấu gì cũng giảm được xuống còn 60%. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Hòa Liên Thắng thực sự rất nghèo, một băng đảng lớn như thế mà ngay cả 1 tỷ cũng không moi ra được. Xem ra vẫn phải trông chừng con cừu béo của Quý gia và ra sức phát kiệt mới được. Nếu không thì không biết mình còn phải trả cái khoản nợ khổng lồ ở nước ngoài đó đến năm nào tháng nào nữa đây. Tề Đẳng Nhàn cũng không ở lại lải nhải với đám người ngày nữa mà bèn xoay người đi thăm em gái Cao Kiều. Tống Diệu muốn lẻn ra ngoài nhưng kết quả là lại bị thuộc hạ của Lương Diệp bắt được. Tự cô không có mắt nhìn, gây ra chuyện lớn như vậy, hại tôi tổn thất nặng nề đến như thế. Ban nãy cô cũng nghe thấy lời của ngài mập rồi đấy, tự mình chuẩn bị tinh thần đi. Lương Diệp lạnh lùng nói. Tống Diệu chỉ có thể run lên lẩy bẩy, ở trước mặt thủ lĩnh của băng đảng Hòa Liên Thắng này, cô ta thực sự không có chút sức lực nào để phản kháng. Nhưng chính vào lúc này, người làm của Tống Diệu lại đột nhiên xông vào và dè dặt nói, Tống Tiểu Thư, Lôi Tổng Quản của Lôi Gia gửi đến một tấm thiệp mời, mời cô đến Lôi Gia làm khách. Những lời này có hiệu quả hệt như một tấm kim bài miễn tử vậy. Nó khiến cho biểu cảm của những người đang có mặt ở đó đều trở nên đặc sắc. Qua, Diệu Diệu, cô qua lại với Lôi Gia từ lúc nào thế? Lương Kiêu ngay lập tức lấy lại tinh thần. Lương Diệp cũng bỗng chốc sững sờ, không ngờ rằng Lôi Gia lại gửi thiệp mời cho Tống Diệu để mời cô ta đến đó làm khách. Phải biết rằng Lôi Gia chính là gia tộc đứng đầu ở Hương Sơn, hơn nữa từ trước đến nay đều vô cùng khiêm tốn, dường như chẳng bao giờ tới lui ra bên ngoài. Cho dù có tổ chức những bữa tiệc mang tính chúc mừng thì cũng chỉ mời đến một ít những người bạn thân quen mà thôi. Lão gia của Lôi gia, Lôi Thiên Tứ, thậm chí còn có thể nói là huyền thoại sống của cả một thế hệ. Tống Diệu đón lấy thiệp mời và mở ra xem một cái, sau đó, cô ta phát hiện ra ở trong đó có một tờ giấy. Ha ha ha, tôi sắp giàu to rồi, thì ra nhị công tử của Lôi gia, Lôi Chấn Lân chính là fan phim của tôi, là fan hâm mộ của tôi. Tống Diệu không nhịn được mà cười phá lên với vẻ vô cùng đắc ý. Lương Diệp bỗng chốc cau mày, ông ta lạnh lùng nói, nếu đã như thế thì cô đến Lôi Gia một chuyến đi, xem có thể nhờ Lôi Gia giúp cô chuyện này được hay không. Tống Diệu gật đầu lia lịa, sau đó cười nói, nếu như nhị công tử Lôi Chấn Lân đã là fan phim của tôi thì chắc chắn anh ta sẽ nâng đỡ tôi rồi. Lôi Gia có ý nghĩa như thế nào ở Hương Sơn, ông Lương, ông cũng biết rồi đấy. Lúc nói ra những lời này, Tống Diệu bày ra vẻ có hơi đắc ý. Bộ dạng tiểu nhân đắc chí này khiến cho Lương Diệp nhìn mà có hơi khó chịu. Ông Lương à, ông yên tâm đi, nếu như nhị công tử thực sự muốn nâng đỡ tôi thì tôi sẽ không quên thay ông nói vài lời tốt đẹp ở trước mặt anh ta đâu. Chuyện ban nãy ông muốn cho người lái xe đâm vào tôi sẽ quên đi rất nhanh thôi. Tống Diệu mỉm cười và nói. Trong mắt Lương Diệp không khỏi tóe lên một tia lạnh lẽo, sao ông ta có thể không nghe ra được rằng con đàn bà này đang uy hiếp ông ta cơ chứ? Có điều, vì ngại danh tiếng của Lôi Gia nên ông ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Các người quay về hết đi, tôi còn phải thúc tát lại mình để chuẩn bị đi đến Lôi Gia dự tiệc nữa. Tiếng Diệu vênh mặt lên và nói với giọng kiêu ngạo, lúc này Lương Kiêu cũng đã nhìn ra có điều gì không ổn, sắc mặt bỗng chốc trở nên âm u. Nhìn xem mày đã nâng đỡ thứ người gì, đồ tiểu nhân đắc chí. Sau khi đi ra khỏi biệt thự của nhà Tống Diệu, Lương Diệp sầm mặt dậy dỗ Lương Kiêu. Gây ra chuyện lớn như thế cho chúng ta, tạo thành một khoản tổn thất khổng lồ như vậy. Cuối cùng thì lại là một kẻ vô ơn. Lương Kiêu bị mắng cho không ngóc đầu lên được, hắn nói, con biết sai rồi. Cơ mà,
liệu chúng ta có nên cho con đàn bà hèn hạ đó một bài học hay không? Con ả đó thực sự cho rằng nhận được thiệp mời của Lôi gia rồi thì có thể xem thường Hòa Liên thắng chúng ta à? Lương Diệp lại hờ hững lắc đầu và lạnh lùng nói, không cần đâu, cái loại tiểu nhân như thế, sẽ có người đến xử lý cô ta thôi. Có điều, vì nể mặt Lôi gia mà chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài mập giao cho rồi, quay về bố phải gọi điện thoại để báo cho cậu ta biết mới được. Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Lương Diệp, nói rằng đã xảy ra một chút biến cố. Sau khi nghe thấy Lôi Chấn Lân là fan phim của Tống Diệu và đã gửi thiệp mời cho cô ta, Tề Đẳng Nhàn có chút ngạc nhiên. Mắt nhìn người của lão nhị nhà Lôi gia đúng thật là chẳng ra làm sao, có điều, nếu như thiệp mời của Lôi gia đã được gửi đi rồi thì hắn cũng không thể nào không nể mặt bọn họ. Dù sao thì hắn cũng đã lấy được tiền từ chỗ Hòa Liên thắng rồi, hôm nay Tống Diệu cũng đã bị dọa cho vỡ mật rồi, tha cho cô ta cũng được. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết mình có duyên với con cừu béo hay không mà trên đường đi, hắn đã nhìn thấy tấm chi phiếu di động trị giá ít nhất mấy tỷ trong mắt hắn mang tên Quý Khải. Dạo gần đây Quý Khải liên tiếp gặp phải thất bại, điều này khiến cho anh ta vô cùng thất vọng, dù sao thì anh ta cũng đường đường là thiếu gia của Quý gia, đã bao giờ chịu nhiều thiệt thòi như vậy đâu. Cứ dăm ba bữa lại bị mất mặt một lần, cảm giác đó thực sự quá là khó chịu. Phải biết rằng lúc ngày thường toàn là anh ta đi làm cho người khác bẽ mặt thôi. Thế, con cừu béo của mình bị người khác nhắm vào rồi à? Tề Đẳng Nhàn chú ý đến đám vệ sĩ đang ẩn nấp trong bóng tối của Quý Khải, ngoại trừ một tên vệ sĩ đi theo sát bên cạnh thì mấy tên vệ sĩ trong bóng tối đều ngụy trang rất tốt. Có điều, bọn họ vẫn duy trì dáng đi của tay súng khác với người thường, người từng trải như Tề Đẳng Nhàn ấy mà, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Mấy vệ sĩ núp trong bóng tối này có thể nói là tương đối tinh nhuệ, nhưng khi gặp phải ánh mắt cay độc của Tề Đẳng Nhàn thì đã ngay lập tức không còn chỗ nào để trốn. Ngoài những vệ sĩ đang ẩn nấp trong bóng tối này, Tề Đẳng Nhàn còn chú ý đến một vài người đàn ông có làn da hơi ngăm đen và mang đặc điểm của người Đông Nam Á. Mặc dù bọn họ che giấu cũng rất khá nhưng khí chất hung hãn và giảo hoạt trên người lại không thể gạt được đôi mắt của hắn. Những người này tuyệt đối không phải là vệ sĩ của Quý Khải. Xem ra Quý gia đúng thật là cây cao hút gió, sở hữu dòng gen di truyền rất dễ bị người khác bắt cóc mà. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu có hơi sốt ruột, Quý Khải là con cừu béo mà hắn đã nhắm vào từ lâu, cái đám chó đẻ này chẳng biết từ đâu đến mà lại muốn ra tay trước cả hắn cơ à. Anh đây còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Còn định giải quyết xong những chuyện đó trước rồi mới ra tay cơ. Người cùng ngành chính là oan gia, mình phải bảo vệ thật tốt con cừu béo của mình mới được. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng. Đang mải suy nghĩ thì những tên bắt cóc đang ẩn nấp trong bóng tối đã đột nhiên ra tay, trong số bọn họ hình như cũng có nhân vật nào đó rất lợi hại và đã sớm tìm được những vệ sĩ của Quý Khải đang ẩn náu trong đám người. Mấy người bọn họ ngay lập tức xúm lại. Rút dao găm ra và đâm vào người đó phịch phịch vài cái, nhát nào nhát nấy đều vô cùng chí mạng. Bọn côn đồ đầu đường xó chợ mới dùng dao phay khi đánh nhau chứ còn bọn liều mạng chân chính thì đều dùng dao găm cả, ngay cả cảnh sát cũng thường nói rằng dao găm mới là vương giả. Những người này hành động mau lẹ, hơn nữa động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, vừa nhìn đã biết là không phải người bình thường. Chỉ trong nháy mắt, những tên vệ sĩ đang ẩn nấp trong bóng tối phía sau Quý Khải đều đã bị bọn bắt cóc thông qua sự phối hợp ngầm mà đâm chết toàn bộ. Chẹp! Tề Đẳng Nhàn nhìn mà không khỏi nghiến răng, cảm thấy thủ đoạn của đám người này có hơi ác liệt quá mức. Những vệ sĩ này của Quý Khải cũng có thể nói là tương đối giỏi đánh đấm, thế nhưng hổ giỏi vẫn không chống lại được đàn sói, huống chi đó lại còn là một đàn sói phối hợp ăn ý. Vệ sĩ bên cạnh Quý Khải đột nhiên có dấu hiệu cảnh báo. Anh ta mạnh mẽ túm lấy cổ áo của Quý Khải và kéo anh ta điên cuồng chạy về phía chiếc xe ở ven đường. Vừa mới hành động thì đã bị hai kẻ bắt cóc chặn đường, trên tay cầm theo hai khẩu shotgun. Quý Khải nhìn thấy một màn này thì sợ đến mức sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt. Nhìn tư thế này, hình như là đám dân liều mạng của Diệp Nam Bang à. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày một cái và quyết định không đi lên hỗ trợ vào lúc này. Đối phương nhiều người nhiều súng. Nếu như đi lên vào lúc này thì sẽ gây ra một sự hỗn loạn khủng khiếp, nhỡ đâu những người vô tội bị giết hoặc bị thương thì sẽ thật là tồi tệ.
Tề Đẳng Nhàn cứ thế trơ mắt nhìn Quý Khải bị đám người của Diệp Nam Bang bắt cóc. Dám cướp con cừu béo của ông đây, một tên cũng đừng hòng sống sót. Tề Đẳng Nhàn âm thầm cắn răng, bắt đầu theo dõi đám người đã bắt cóc Quý Khải này. Những tên bắt cóc này cũng rất ma lanh, sau khi thành công trói được Quý Khải và ném anh ta lên một chiếc xe van thì đã ngay lập tức chuồn mất. Tề Đẳng Nhàn lái xe đi theo một đoạn, sau khi ra khỏi nội thành, hắn dứt khoát bỏ lại chiếc xe để tránh bị phát hiện ra rằng mình đang theo dõi bọn họ, hắn sử dụng lực chân và liên tục theo sau chiếc xe van này. Với thể lực của hắn bây giờ, chạy suốt một ngày cũng không thành vấn đề, vậy nên hắn đã theo đuôi bọn họ một cách rất có trật tự. Các người là ai? Các người có biết tôi là ai không? Dám bắt cóc tôi, các người sẽ không còn mạng để ra khỏi Hương Sơn đâu. Quý Khải ngồi ở trong xe, vẻ mặt sợ hãi và hét đến rát cổ bỏng họng. Câm miệng đi, cậu Khải. Chính vì biết cậu là ai nên chúng tôi mới bắt cóc cậu đấy chứ. Một tên bắt cóc thẳng tay giáng cho Quý Khải một cái bạt tai, nhân tiện còn nhét đầy một cái rẻ bẩn thỉu vào trong miệng anh ta. Quý Khải điên cuồng vùng vẫy nhưng lại chẳng ăn thua gì, sau khi bị kẻ bắt cóc đấm cho vài cú, anh ta mới trở nên ngoan ngoãn. Trong lòng Quý Khải tuyệt vọng, ai đến cứu tôi với? Quý Khải không ngờ rằng mình cũng sẽ lại gặp phải loại chuyện như bắt cóc này, hơn nữa, những vệ sĩ bên cạnh mình đều vô cùng xuất sắc, thế mà lại để cho chuyện như vậy xảy ra. Con cừu béo, đừng lo lắng, tôi đến cứu cậu ngay đây. Tề Đẳng Nhàn lúc này đang lao đi như điên, sử dụng long hình để sải bước trèo đèo lội suối soạt soạt soạt. Cuối cùng thì chiếc xe van đó cũng giảm tốc độ, sau đó rẽ vào một khúc cua và chậm rãi đi vào một làng trài. Cuối cùng cũng đến nơi rồi à? Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười một cái, làng trài này được coi như là một trong những khu ổ chuột ở Hương Sơn. Hắn đứng ở trên cao, vận dụng thị lực để phóng tầm mắt nhìn ra rất xa, hắn nhìn thấy Quý Khải bị lôi xuống khỏi xe, sau đó bị ném vào bên trong một căn nhà. Tề Đẳng Nhàn từ xa nhìn thấy trong một phân xưởng cỡ nhỏ ở bên kia có ngư dân đang mổ cá biển, từ trong bụng cá biển mổ ra một cái túi ni lông nhỏ. Nhưng hắn không thể nhìn rõ bên trong cái túi ni lông đó là gì. Đám người Diệp Nam Bang này đa số dựa vào việc buôn bán hàng cấm để duy trì kế sinh nhai, Hoắc Đa đã muốn tấn công bọn chúng từ lâu rồi nhưng đám người này lại có quá nhiều nơi ẩn nấp, hơn nữa còn vô cùng giảo hoạt. Tề Đẳng Nhàn thong thả đi xuống từ trên núi và chuẩn bị đợi đến khi trời tối rồi lại mò vào trong đó xem sao. Đám người của Diệp Nam Bang này không có việc xấu nào là không làm. Có thể nói là một khối u ác tính đang trà trộn ở Hương Sơn, bọn chúng chủ yếu làm công việc môi giới, chuyên cung cấp con đường và phương tiện vận chuyển cho người mua và người bán. Đương nhiên, nếu như trả cho bọn chúng đủ tiền, bọn chúng cũng có thể một tay cầm đầu của mình, một tay cầm khẩu AK-47 để giúp bạn đi giết người. Trong đám người đến để giết từ Ngạo Tuyết lần trước cũng có người đến từ Diệp Nam Bang. Tề Đẳng Nhàn cũng không cần lo lắng chuyện Quý Khải sẽ bị giết. Dù sao thì cái đám Diệp Nam Bang này bỏ nhiều công sức như vậy ra để bắt cóc anh ta chắc chắn cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Nhưng bất kỳ cá nhân nào cũng đều sẽ không giết đám con cháu của các gia tộc lớn như thế này đâu. Tề Bất Ngữ chỉ có thể coi như là một ngoại lệ. Jimmy the Rothschild cũng khá là oan ức, dù sao thì lúc đó anh ta cũng chỉ vì bảo vệ cho vị hôn thê của mình nên mới ở đó sai khiến đám vệ sĩ mà thôi. Chiếc mũ trùm đầu màu đen trên mặt Quý Khải bị ai đó giật ra, sau đó anh ta nhìn thấy một người đàn ông đen gầy đang ngồi ở trước mặt mình, nhưng trong mắt người đàn ông này lại tràn đầy vẻ hung ác và toát ra một tia ác độc. Mày là ai? Mày bắt cóc tao chắc chỉ là để đòi tiền thôi chứ gì? Tiền, nhà tao nhiều tiền lắm, chỉ cần mày không làm hại đến tao thì mọi chuyện đều dễ nói. Sau một hồi hoảng sợ, Quý Khải ngay lập tức bình tĩnh trở lại và biết rằng tên kia có lẽ sẽ không giết anh ta mà chỉ đến vì tiền mà thôi. Tên đàn ông đen gầy nhếch miệng cười và nói, tên của tôi, chắc là cậu đã từng nghe qua rồi, dạo gần đây tôi mới bị liệt vào danh sách phần tử khủng bố. Mày chính là Tề Đẳng Nhàn, cái tên phản quốc bị những người học võ trong Hương Sơn đuổi đánh. Quý Khải vô cùng ngạc nhiên, sau đó bắt đầu run lên bần bật. Anh ta cũng biết chuyện vị đại thiếu gia Jimmy the Rothschild đã bị Tề Đẳng Nhàn đấm cho một phát vỡ đầu, bây giờ anh ta có chút không chắc chắn liệu người đàn ông ở trước mặt có giết anh ta hay không nữa. Dù sao thì sức ảnh hưởng của gia tộc Rothschild còn lớn hơn so với quý gia bọn họ nhiều.
Tề Đẳng Nhàn thực sự lúc này còn đang ẩn nấp ở trên mái nhà, nghe thấy giọng nói của những người bên dưới qua lớp ngói fibro cũ, hắn tức đến suýt chút nữa đã vẹo cả mũi. Cái đám chó chết Diệp Nam Bang này lại dám mạo danh hắn để bắt cóc Quý Khải à? Đây là chê giận trên người hắn không đủ nhiều nên chuẩn bị thả thêm mấy con nữa có đúng không? Nếu như hôm nay hắn không đại khai sát giới thì thật là có lỗi với cái tên khỉ ổm đang ở bên dưới này. Tên gầy lập tức lạnh lùng nói, không sai, tôi chính là tên phản quốc Tề Đẳng Nhàn đây. Nói dương không nói vật, chúng ta đều là người văn minh, không tức giận, không tức giận. Lát nữa hành chết hắn ta là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nằm bò trên nóc nhà, hòa mình vào trong bóng đêm, khóe miệng liên tục co giật. Cho dù đám người Diệp Nam Bang muốn giả mạo thì cũng có thể nào tìm lấy một tên trông đẹp trai một chút được không? Tìm lấy một tên vừa xấu vừa gầy như thế, trông chẳng khác nào con khỉ ốm dạ ma kia, có ý gì chứ hả? Dạ ma, không phải nhị đương ta tôi đây muốn nhắm vào cậu mà là cậu thực sự rất xấu. Có lịch sự không? Có phù hợp không? Chẳng cần biết dạ ma liệu có tức giận hay không, nói tóm lại là Tề Đẳng Nhàn đang vô cùng tức giận. Quý Khải run lên một cái và nói, mày muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần mày không làm hại đến tao, cho dù là bao nhiêu tiền thì cũng có thể thương lượng. $1 tỷ, mạng của cậu Khải, tôi nghĩ nó phải đáng cái giá này. Tên gầy nở nụ cười độc ác và nói, $1 tỷ. Sau khi nghe thấy cái giá này, Quý Khải bỗng chốc vô cùng kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn lại cau mày một cái, hắn cảm thấy vẫn là nên giết chết cái tên khỉ ốm này đi. Con mẹ nó, bắt cóc thiếu gia của Quý gia mà chỉ đòi 1 tỷ thôi à? Thế mà cũng đáng để vác cái mặt đó đi giả mạo nhị đương gia hắn đây. Anh đây đã là phần tử khủng bố rồi đấy, cậu không thể tham lam hơn một chút hay sao hả? Kẻ bắt cóc thiếu gia của Quý gia năm đó đã dám đòi 1 tỷ rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, kinh tế lạm phát, vật giá leo thang, đòi nhiều hơn vài lần cũng đâu có quá đáng. Tên khỉ ốm mỉm cười một cái và nói, chắc cậu Khải không cảm thấy cái giá mà tôi muốn cao quá đâu nhỉ. Quý Khải run rẩy một cái. Tên khỉ ốm nói, $1 tỷ, nếu thiếu một khắc, tôi sẽ chặt một ngón tay của cậu và gửi về cho ông cụ nhà cậu. Tôi muốn xem liệu ông ta có thương xót đứa cháu trai như cậu đây hay không. Trong lòng Quý Khải âm thầm kêu khổ, trước đây thì là anh cả mình bị bắt cóc, bây giờ lại đến lượt anh ta rồi. Nhưng lúc anh cả bị bắt bóc, bọn chúng chỉ đòi 1 tỷ đồng tiền hương sơn chứ không phải tiền đô la Mỹ. Chẳng trách cái tên Tề Đẳng Nhàn này lại trở thành phần tử khủng bố quốc tế, thì ra hắn ta lại làm ra những chuyện độc ác đến như vậy. Quý Khải thầm nghĩ và không ngừng kêu khổ. Anh Tề, anh nhất định đừng làm hại tôi, 1 tỷ đô la Mỹ, gia đình tôi vẫn có thể trả được. Anh cũng biết đấy, Quý gia chúng tôi làm ăn rất rộng, ở bên nước anh cũng có rất nhiều tài sản. Anh cho gia đình tôi một chút thời gian, bọn họ sẽ có thể chuẩn bị đủ thôi. Tên khỉ ốm gật đầu một cách hài lòng, anh ta lấy điện thoại của Quý Khải ra và nói, cậu gọi điện thoại cho gia đình cậu và bảo bọn họ chuẩn bị sẵn tiền đi. Tôi nghĩ người nhà của cậu đã đợi cuộc điện thoại này của cậu lâu đến mức lòng nóng như lửa đốt rồi đấy. Quý Khải nuốt một ngụm nước bọt và đưa tay ra để đón lấy cái điện thoại từ tay của tên khỉ ốm. Nhưng chính vào lúc này, lớp ngói fibro trên đầu anh ta bỗng phát ra một tiếng vang lớn, một bóng người mập mạp từ trên trời giáng xuống. Người đó chính là Tề Đẳng Nhàn. Lúc này, tên khỉ ốm đang đưa điện thoại di động ra, cả người chìm trong trạng thái thả lỏng, cho dù có ngay lập tức trở nên cảnh giác thì cũng phải ném điện thoại di động đi, như vậy sẽ sinh ra động tác dư thừa. Vậy nên Tề Đẳng Nhàn lựa chọn việc đột nhiên xuất hiện để giết người vào lúc này chắc chắn là thích hợp nhất. Trong giây phút từ trên trời rơi xuống, bàn chân to lớn của hắn đã đạp thẳng lên đỉnh đầu của con khỉ ốm đó. Cú đạp này mang theo một sức mạnh ngàn cân, nó xuất phát từ sự thù hận và có sức mạnh rất khủng khiếp. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, tên khỉ ốm cũng vô cùng ngạc nhiên, một tay ném điện thoại đi, nhưng vì không kịp đỡ nên chỉ còn có thể dùng một tay còn lại để ôm lấy đầu mình, cùi chỏ đón lấy đầu ngón chân của Tề Đẳng Nhàn. Ngay khi ngón chân của Tề Đẳng Nhàn chạm vào cùi chỏ của tên khỉ ốm đã biết là có gì đó không ổn, sức mạnh này thực sự quá lớn. Người từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn mang theo sức mạnh ngàn cân, sức mạnh đó thực sự còn mạnh hơn một cú đạp bình thường những mấy lần. Ngay lúc tên khỉ ốm muốn co người lại và tránh đi thì lại thấy cái chân còn lại của Tề Đẳng Nhàn đã vung về phía sau một cái,
sau đó đá về phía trước và đạp thẳng về phía mặt mình. Tên này là cao thủ từ đâu đến vậy? Vệ sĩ của Quý Khải à? Cậu ta có vệ sĩ lợi hại như thế từ bao giờ vậy? Tên khỉ ốm âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy mình đã tung hoành giang hồ cả đời rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải người đáng sợ như vậy đấy. Nói cách khác thì vào giây phút này, anh ta cảm thấy sức mạnh của đối phương đã không còn thuộc về nhân loại nữa rồi. Anh ta có cảm giác như mình đang bước vào một ngôi chùa cổ và chiêm ngưỡng pho tượng Phật bằng đá khổng lồ, trong lòng chỉ có sự kính sợ và nhỏ bé. Tên khỉ ốm cố gắng hết sức để nghiêng đầu sang một bên, nhưng cùng lúc đó, bàn chân to lớn đang đạp lên cùi chỏ kia đã đẩy được cánh tay của anh ta ra và đạp lên đỉnh đầu của anh ta một tiếng rầm. Một luồng sức mạnh như sư tử giẫm bóng truyền đến từ phía đỉnh đầu, đừng nói là một cái đầu, cho dù là một quả cầu sắt thì cũng sẽ bị luồng sức mạnh này đạp thành mảnh vụn thôi. Răng rắc, xương cổ của tên khỉ ốm là thứ đầu tiên không chịu được gánh nặng mà ngay lập tức gãy vụn. Cái đầu không có xương cổ chống đỡ nên tất nhiên đã trở nên mềm nhũn. Tề Đẳng Nhàn thuận thế đạp xuống một cái, rầm một tiếng, dứt khoát đạp cho cái đầu của tên khỉ ốm tụt vào trong lồng ngực. Hắn đáp xuống đến đất, lúc này đám thuộc hạ đang ở trong phòng của tên khỉ ốm kia mới phản ứng trở lại. Tất cả bọn chúng đều là đám liều mạng của Diệp Nam Bang, nhìn thấy đại ca của mình đã bị đạp chết ngay tại chỗ, ai nấy đều vô cùng tức giận, mấy tên ở gần trực tiếp rút vũ khí ra và đánh đến. Mấy tên ở xa thì lại với lấy khẩu súng ở bên cạnh. Tề Đẳng Nhàn vừa đáp xuống đất thì đã cảm nhận được có ba con dao găm đang lao về phía sau lưng mình. Hắn vừa đáp xuống, khí huyết đang sốc ngược lại, kim trung cháo và thiết bố sam đều khó có thể sử dụng, tất nhiên sẽ không cứng rắn đón lấy. Chỉ thấy cột sống của hắn run lên một cái bụng ưỡn về phía trước, xương sống lõm xuống phía dưới, toàn bộ phần thân trên của hắn vặn xuống như một vầng trăng khuyết. Ba con dao găm vừa mới đánh vào không trung, Tề Đẳng Nhàn đạp chân theo đường bát quái và xoay người một cái rồi đánh ra một chiêu hồi thân trưởng, cánh tay như thanh kiếm mà mạnh mẽ vẩy một cái về phía ba cánh tay đang cầm dao kia. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ba tiếng giòn tan vang lên, cánh tay của ba người đồng loạt bị bẻ gãy, xương cẳng tay bị bẻ cong xuống một góc 90 độ, trông vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng Tề Đẳng Nhàn tránh khỏi ba con dao găm của ba người khiến cho Quý Khải nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O. Phải biết rằng một khi Tề Đẳng Nhàn sử dụng hổ khiếu kim trung cháo và long ngâm thiết bố sam thì nắm đấm của cao thủ bình thường đánh đến đều chỉ giống như gãi ngứa mà thôi, có thể thấy được mức độ kiên cố của cơ thể hắn sau khi vận khí quả thực còn rắn chắc hơn so với thép tấm. Nhưng vừa rồi hắn lại thể hiện đầy đủ tính dẻo dai của cơ thể, thậm chí còn nhẹ nhàng và thoải mái như một bậc thầy yoga. Sự nhịp nhàng đáng sợ này khi được thể hiện ở trên cơ thể mập mạp này của hắn lại khiến cho người khác cảm thấy có chút khôi hài và khoa trương. Ba tên cầm dao này sau khi bị Tề Đẳng Nhàn một chiêu đánh gãy cánh tay thì đều mạnh mẽ cắn răng, cánh tay bên kia lại vung dao đến. Nhưng ngay khi Tề Đẳng Nhàn thuận thế xoay người lại, hắn đã nhấc chân phải lên. Chân phải giơ cao, giống như một cái rìu khổng lồ mà chém tới. Cơ thể của ba người lần lượt bị đánh trúng và phát ra tiếng xương gãy vụn, cơ thể cũng theo đó mà bay lên, đập vào bức tường của căn nhà và khiến cho nó ngay lập tức tan vỡ. Thế mà lại là hắn, tên mập đó. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Quý Khải cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Ba người bị cái chân của Tề Đẳng Nhàn quét trúng tất nhiên là chỉ có con đường chết mà thôi. Sau khi hắn liên tục giết chết bốn người, kẻ có động tác nhanh nhất trong số những tên bắt cóc đang mò súng kia bây giờ mới cầm được súng lên và mở chốt an toàn. Trong tay người này là một khẩu AK-47, anh ta nhắm thẳng vào trán của Tề Đẳng Nhàn và bóp cò. Chế độ hoàn toàn tự động. Chỉ có điều, ngay khi viên đạn đầu tiên vừa mới bắn ra, cái đầu của Tề Đẳng Nhàn đã nghiêng sang một cái, cả người cũng lướt về phía trước, trong lúc tiến về phía trước. Hai bàn tay đi ra từ dưới sườn và đồng thời đánh về phía trước theo hai hướng trái phải. Hai bàn tay bụp bụp hai tiếng vỗ vào hai bên eo của tên bắt cóc, khiến cho tên bắt cóc đau đến mức ngay lập tức mất đi tri giác, khẩu AK này cũng chỉ bắn ra được một viên đạn thôi. Vào lúc này, quả thận của tên bắt cóc đã trực tiếp vỡ tan thành bùn. Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không cho những tên bắt cóc còn lại thời gian để phản ứng, hắn vặn người như thiên thần hạ phàm rồi lại đánh ra một nắm đấm. Tiếp theo là một cú hổ xoay người đánh chết một tên, sau đó lại lao về phía trước, một cú cung tên bắn hổ làm nổ tung đầu của một tên bắt cóc, thuận thế bước về phía trước và đồng thời tung ra một chiêu cú đấm xoay người, lại lần nữa đánh vỡ hạ bộ của một tên.
những tên bắt cóc bị hắn đụng phải dường như là chỉ chạm mặt một cái thôi là đã chết ở trong tay hắn rồi. Những tên bắt cóc này phối hợp lại với nhau khiến cho những vệ sĩ tinh anh của Quý Khải không chống lại được dù chỉ một hiệp. Nhưng khi Tề Đẳng Nhàn ra tay thì những tên bắt cóc này ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có. Thứ sức mạnh cá nhân này quả thực quá đáng sợ. Có một tên bắt cóc bị thủ đoạn giết người hung hãn của Tề Đẳng Nhàn dọa cho sợ đến vỡ mật, anh ta ba chân bốn chẳng muốn chạy đi, thế nhưng còn chưa kịp sải bước thì đã cảm thấy gáy mình bỗng chốc đau nhức. Sau đó, anh ta nhìn thấy một đống những thứ màu trắng mang theo máu tươi bay đến trước mặt của mình, giống như cái óc lợn mà ngày thường bản thân thích ăn nhất ở trong tiệm lẩu. Tề Đẳng Nhàn không hề nương tay mà điên cuồng giết chóc, ngay cả những thứ đồ trang trí ở trong phòng cũng không được tính là chướng ngại vật ở trong mắt hắn, khi bị hắn đụng vào, chúng ngay lập tức vỡ nát tan tành. Tề Đẳng Nhàn một mình trình diễn một màn thảm sát, mười mấy tên bắt cóc ở trong phòng toàn bộ đều chết trận dưới nắm đấm và cú đá của hắn. Mày, Lý Bán Nhàn, thế mà lại là mày, chính mày đã bảo bọn chúng bắt cóc tao có đúng không? Quý Khải run rẩy nói. Trong đầu cậu toàn là bã đậu à, ông đây bắt cóc cậu mà còn phải đến đây cứu cậu hay sao? Tề Đẳng Nhàn tóm lấy Quý Khải và dứt khoát kéo anh ta đi ra bên ngoài căn nhà. Quý Khải lại bị một loạt những biến cố và căn nhà đầy xác người kia dọa cho đầu óc chó chút mơ hồ, anh ta run rẩy nói, nhớ đâu mày diễn khổ nhục kế gì đó thì sao? Mày bảo bọn chúng đến bắt tao, sau đó lại đến cứu tao, để tao ghi nhớ ân huệ của mày, không gây phiền phức cho mày nữa. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì bất chợt cười khẩy, cái tên Quý Khải này thật là đáng yêu mà. Tiếng động ở căn nhà bên này đã thu hút sự chú ý của những tên du côn còn lại trong làng trài, bọn chúng thi nhau xách vũ khí chạy về phía bên này. Tề Đẳng Nhàn kéo Quý Khải đi xuyên qua làng trài có môi trường phức tạp này, nếu như không tránh được thì sẽ thẳng tay giết chết. Dù sao thì đám người này cũng chẳng phải loại người gì tốt đẹp, nguyên một đám làm chuyện phi pháp, trên lưng ít nhiều gì cũng cõng vài mạng người, hắn có thể giết chết bọn chúng mà không hề ghê tay. Quý Khải nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn giết người đến phát điên thì bỗng chốc càng thêm sợ hãi. Đúng là mình đã bị bắt cóc, thế nhưng đám bắt cóc đó rõ ràng chỉ là đến vì tiền mà thôi, thế nhưng cái tên mập tên là Lý Bán Nhàn ở trước mắt này thì lại giết người như đồ tể trong lò mổ gà vậy. Cứ giơ tay lên là lại chém xuống một nhát mà không cả thèm chớp mắt. Máu của đám bắt cóc kia đã tưới đẫm cả người anh ta rồi, thế nhưng cái tên mập ở trước mắt này thì lại chẳng hề có chút biểu cảm nho nhỏ nào khi đánh vỡ đầu của một người khác. Trước đây mình đã từng đắc tội với cái tên này, rơi vào tay cái tên này chưa chắc đã khá hơn rơi vào tay bọn bắt cóc kia đâu nhỉ. Quý Khải bị Tề Đẳng Nhàn xách ở trên tay, cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé và bất lực. Không bao lâu sau, Tề Đẳng Nhàn đã đưa Quý Khải thoát khỏi vòng vây và trốn ra khỏi làng trài. Đám người của Diệp Nam Bang ở phía sau muốn đuổi theo hắn dường như là chuyện khó như lên trời. Sau khi ra khỏi làng trài, Tề Đẳng Nhàn giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, thế nhưng Quý Khải thì lại không thể khá lên nổi. Trên người anh ta dính đầy vết máu và óc người, trông giống như một con thây ma vừa bò ra khỏi đống xác chết vậy. Võ công của Tề Đẳng Nhàn dù sao cũng đã đạt đến trình độ con ruồi cũng không thể rơi, cọng lông cũng không thể lọt, khi toàn thân phát lực, hơi thở như một tấm lưới, ngay cả nước mưa cũng có thể đánh bật ra. Sau khi dừng lại, Quý Khải bị gió núi thổi qua, chỉ cảm thấy mùi máu tanh và mùi óc người tràn vào trong lỗ mũi, khiến cho anh ta liên tục nôn khan và suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói, cậu Quý, cậu đã an toàn rồi. Quý Khải run lên một cái và hỏi, tại sao mày lại cứu tao? Giữa hai chúng ta có mâu thuẫn cơ mà, chắc chắn là mày không có ý tốt. Tao cảnh cáo mày nhé. Mặc dù hôm nay người bắt cóc tao là Tề Đẳng Nhàn, thế nhưng mày đã đại khai sát giới ở đây, chắc chắn sẽ phải để lại dấu vết. Nếu như tao chết ở trong tay mày, người nhà tao nhất định sẽ tra ra mày. Mày đắc tội tao cũng chẳng sao cả, thế nhưng nếu mày giết tao rồi thì tính chất sẽ hoàn toàn khác biệt. Lôi ra cũng sẽ không bảo vệ mày đến cùng đâu. Tề Đẳng Nhàn thấy Quý Khải cứ lải nhải không ngớt thì bỗng chốc cau mày một cái, trong mắt bắt đầu mơ hồ hiện lên một tia ánh sáng màu xanh. Hắn vốn định cứu Quý Khải rồi sẽ thả người đi, thế nhưng nghe thấy anh ta cứ lải nhải không ngớt như vậy, hắn đột nhiên có chút không muốn thả người đi nữa. Quý Khải nhìn thấy biểu cảm của Tề Đẳng Nhàn thì ngay lập tức toàn thân ớn lạnh, anh ta nói, quả nhiên mày không phải là đến để cứu tao. Quả nhiên là mày muốn nhân cơ hội này để giải quyết tao có đúng không? Mày,
mày đúng thật là không phải thứ gì tốt lành. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, ông đây cứu lấy cái mạng chó của cậu, ngay cả một câu cảm ơn cậu cũng chẳng thèm nói mà lại cứ ở đây lèm bèm và hắt nước bẩn lên người ông đây à? Quý Khải nói, nếu như bây giờ mày thả cho tao đi, tao sẽ thừa nhận rằng mày đến đây là để cứu tao, thừa nhận rằng mày là một người tốt. Sau này tao nhất định sẽ không đến gây phiền phức cho mày nữa. Sao nào? Bây giờ Tề Đẳng Nhàn không muốn động đến Quý Khải, dù sao thì nếu như cái vị đại thiếu gia của Quý gia này bị bắt cóc thì chắc chắn là toàn bộ Hương Sơn sẽ thần hồn nát thần tính, đến lúc đó nếu như hắn lộ diện với gương mặt thật thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu muốn thoát ra. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tề Đẳng Nhàn mới lạnh lùng nói, tôi đưa cậu về nhà. Quý Khải nói với giọng bất ngờ, cái tên mập chết tiệt nhà mày lại tốt bụng đến thế cơ à? Gân xanh trên trán Tề Đẳng Nhàn điên cuồng co giật, hắn cảm thấy cái tên này đang thách thức lòng kiên nhẫn của hắn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chuyện Quý Khải bị bắt cóc đã làm chấn động toàn bộ Hương Sơn. Một vị thiếu gia khác của Quý gia lại bị bắt cóc thêm một lần nữa. Chính quyền Hương Sơn do Hoàng Văn Lãng đứng đầu ngay lập tức bị đả kích mạnh mẽ nhất, ông ta vội vàng triệu tập hội nghị, đồng thời ra chỉ thị lấy Hoắc Đa dẫn đầu để triển khai công tác tìm kiếm và giải cứu đối với Quý Khải. Chuyện này khiến cho Hoàng Văn Lãng vô cùng đau đầu, người như Quý Khải lại bị kẻ khác bắt cóc ngay giữa ban ngày ban mặt, người làm thị trưởng như ông ta khó có thể thoát khỏi trách nhiệm. Dạo gần đây Hương Sơn không ngừng xảy ra chuyện, nền móng của ông ta còn chưa được vững chắc, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không xử lý ổn thỏa thì ông ta chắc chắn sẽ phải gánh một cái tội lớn. Đám người thuộc phe phái của Lục gia đã lợi dụng cơ hội này để châm chọc và đánh vào uy danh của Hoàng Văn Lãng, nói là lúc thị trưởng Lục còn đang nhậm chức, Hương Sơn chưa bao giờ xảy ra những chuyện như thế này. Ý của bọn họ chính là năng lực của Hoàng Văn Lãng không đủ, không thể quản lý được thành phố Hương Sơn này. Mấy thằng già khốn nạn này, trong lòng Hoàng Văn Lãng bừng lên lửa giận. Ông ta ghi nhớ thật kỹ mấy người ban nãy nhảy ra dữ dội nhất để đến lúc đó sẽ đòi lại mặt mũi. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là phải giải cứu Quý Khải trước, hơn nữa còn phải bảo vệ sự an toàn về tính mạng cho con tin. Hoắc Đa sắp xếp một vài công việc trước rồi mới trầm giọng nói với Hoàng Văn Lãng, thị trưởng Hoàng, tôi cảm thấy chúng ta nhất định phải chỉnh đốn lại cái đại hội võ đạo đó thôi. Nếu như không phải Long Môn và Hồng Bang bắt tay với nhau để tổ chức cái đại hội võ đạo đó thì Hương Sơn chúng ta cũng sẽ không trở nên hỗn loạn trong một thời gian ngắn như vậy. Tạm thời đừng vội vàng đùn đẩy, tìm được Quý Khải đi đã rồi nói. Hoàng Văn Lãng nói với vẻ mặt âm u. Ông ta vốn đã có mâu thuẫn với Long Môn Hương Sơn rồi, sau này khi triển khai nhiều công việc hơn nữa thì chắc chắn sẽ lại có va chạm. Đây thực ra cũng là một cơ hội tốt để chỉnh đốn lại, chỉ có điều. Tìm được Quý Khải mới là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, nếu như không tìm thấy người thì mọi người đều sẽ không gánh nổi. Có điều, tin tốt rất nhanh đã được truyền lại, nói là đã tìm được Quý Khải rồi, hơn nữa người cũng đã về đến dinh thự của Quý gia rồi. Chuyện như thế nào, Hoàng Văn Lãng vô cùng ngạc nhiên, Quý gia đã giao tiền chuộc rồi à? Không phải như thế mà là tên mập tên Lý Bán Nhàn kia đã cứu Quý Khải và đưa cậu ta về Quý gia. Hơn nữa, cậu ta còn chỉ rõ chuyện này là do Diệp Nam Bang làm ra và nói cho tôi biết hang ổ của bọn chúng, bây giờ tôi sẽ triệu tập đội hành động đặc biệt để qua đó tiêu diệt toàn bộ. Hoắc Đa vừa giải thích với Hoàng Văn Lãng vừa bắt đầu phát đi mệnh lệnh. Quý Khải bình an vô sự, chuyện này khiến cho Hoàng Văn Lãng không khỏi thở phào một hơi, sau đó, ông ta nhìn về phía đám người thuộc phe phái của Lục gia đang cười trên nỗi đau của người khác và hừ lạnh một tiếng. Đám người trong phe của Lục gia đều cảm thấy thật đáng tiếc, nếu như Quý Khải thực sự xảy ra chuyện thì thật tốt, nếu như thế thì cái chức thị trưởng của Hoàng Văn Lãng có lẽ sẽ rất nhanh đi đến hồi kết thôi. Ở Hương Sơn, cho dù bây giờ ông ta không có được sự ủng hộ của Quý gia thì cũng không sao cả, thế nhưng nếu như ông ta cũng trở nên đối địch với Quý gia thì thật là không thể sống nổi nữa. Tốt lắm, Tề Đại Sư đúng thật là một nhân vật lợi hại. Hoàng Văn Lãng thầm nghĩ trong lòng. Ông ta cảm thấy có chút cảm kích Tề Đẳng Nhàn. Ông ta cảm thấy hắn đúng thật là quý nhân trong cuộc đời của mình, hắn đã giúp mình giải quyết nhiều lần nguy cơ sinh tử và lại còn giúp đỡ mình trong rất nhiều việc lớn nữa. Tề Đẳng Nhàn đưa Quý Khải đang trong tình trạng nhếch nhác về đến nhà rồi ngay lập tức chuẩn bị rời đi. Anh gì ơi, xin hãy dừng bước, ông cụ Quý gọi người đang chuẩn bị rời đi là Tề Đẳng Nhàn lại và trầm giọng nói. Có chuyện gì thế? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nhìn ông ta một cái rồi thản nhiên nói.
Ông cụ Quý suy nghĩ một lúc rồi nói, xin hỏi anh Lý Bán Nhàn đây đã gặp phải chuyện này như thế nào vậy? Tại sao anh lại quyết định ra tay giúp cháu trai Quý Khải nhà tôi thế? Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo và nói, ông đang nghi ngờ tôi đấy à? Ông cụ Quý nói, tôi không phải đang nghi ngờ cậu, tôi chỉ đang muốn làm rõ ngọn ngành của sự việc mà thôi. Dù sao thì loại chuyện này cũng quá đỗi nguy hiểm, sau khi tìm hiểu rõ, tôi cũng có thể ngăn chặn loại này chuyện này và không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Tề Đẳng Nhàn đã làm việc tốt mà không yêu cầu Quý gia trả cho hắn bất cứ thù lao gì, hơn nữa còn ngay lập tức xoay người rời đi, ngay cả một món quà cũng không thèm nhận, điều này khiến cho ông cụ Quý cảm thấy có chút không bình thường. Khứu giác của nhà tư bản là thứ vô cùng nhạy bén, nhất là nhà tư bản ở cấp độ như ông cụ Quý. Quý Khải hừ lạnh một tiếng và nói, cháu cảm thấy hắn ta chắc chắn là không có ý đồ gì tốt. Trước đây hắn ta đã từng có xích mích với cháu, có lẽ là sợ bị cháu báo thù nên mới cố tình mời người của Diệp Nam Bang đến để bắt cóc cháu và diễn một màn khổ nhục kế mà thôi. Ông cụ Quý nheo mắt lại và trách mắng Quý Khải, không được tự tiện suy đoán về ân nhân cứu mạng của mình như thế. Quý Khải ngay lập tức ngậm miệng lại và không nói gì nữa. Ông cụ Quý mỉm cười và nói với Tề Đẳng Nhàn, anh Lý, Quý gia chúng tôi cho dù là ở Hương Sơn hay là ở nước Anh cũng đều coi như là có chút máu mặt. Đồng thời, Quý gia chúng tôi cũng là một gia tộc rất có quy tắc. Bạn bè đến nhà thì phải có rượu ngon và trà ngon để tiếp đãi. Nhưng nếu như người đến là đám chó sói lòng mang dã tâm thì chúng tôi cũng có súng săn, có thể bắn cho chúng nó đầu rơi máu chảy. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy những lời này của Quý Khải và ông cụ Quý thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn nữa. Ha, anh đây vì để cứu tên khốn Quý Khải đó mà ngay cả bữa tối còn không thèm ăn. Đã cứu người rồi còn đưa về tận nhà mà lại bị ông cụ đó nói móc nói mỉa thế à? Cái đám tư bản này con bà nó đúng thật là chẳng phải thứ gì tốt lành. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo, gật gật đầu và nói, ông cụ Quý đừng có cảm thấy có tiền là lợi hại mà hù dọa tôi. Những thứ này chẳng có tác dụng gì đối với tôi đâu. Các người nói chuyện với ân nhân cứu mạng là tôi như thế này, thế thì tôi không còn gánh nặng tâm lý gì nữa đâu. Tạm biệt. Sau khi nói xong lời này, hắn không dừng bước mà dứt khoát rời đi. Quý Khải quay đầu sang nói với ông cụ Quý, ông nội, cháu cảm thấy cái tên này không có ý tốt. Cháu có mâu thuẫn với hắn ta mà, hắn ta nhất định sẽ không vô duyên vô cớ mà cứu cháu đâu. Cậu nói đúng rồi đấy. Tiếp theo đây anh đây sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào khi bắt cóc cậu để tống tiền đâu. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn liên tục cười khẩy. Nếu như lần này sau khi hắn đưa Quý Khải trở về mà Quý gia lại đối xử lịch sự và coi hắn như khách quý, vậy thì sau này có lẽ hắn sẽ thực sự cảm thấy xấu hổ khi nảy sinh ý đồ với Quý Khải. Nhưng Quý gia lại có thái độ gì đây? Lấy oán báo ơn à? Nghi ngờ hắn mưu đồ làm loạn, thậm chí còn uy hiếp hắn. Ha ha! Ông cụ Quý lạnh lùng nói, cho dù cậu ta có suy nghĩ gì thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần Quý gia chúng ta đủ lớn mạnh thì cậu ta sẽ không dám làm hại đến cháu đâu. Quý Khải gật đầu. Tề Đẳng Nhàn đã rời khỏi Quý gia, hắn cảm thấy cái bụng của mình thực sự vô cùng không thoải mái, hắn gọi điện thoại cho Dương Quan Quan và bảo cô ấy ở nhà chuẩn bị đồ ăn khuya rồi mới thong thả đến bệnh viện để thăm em gái Cao Kiều, định rằng sau khi thăm hỏi cô ta xong thì mới về nhà. Hôm nay hắn đã ẩn nấp ở làng trài lâu như vậy rồi, hơn nữa còn đại khai sát giới, tiêu hao không ít thể lực, cái bụng của hắn sớm đã đói meo rồi. Quan trọng nhất là khi rời khỏi Quý gia, hắn còn phải ôm thêm một bụng tức. Con cừu béo này, nếu không bắt cóc cậu ta thì đúng thật là trời không dung đất không tha mà. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng điều khiến hắn tức giận hơn cả chính là việc mình đã bị một con khỉ trong Diệp Nam Bang mạo danh. Quan trọng nhất là lúc đầu cái tên ngốc Quý Khải đó lại tin vào điều đó. Chẳng lẽ Tề Mỗ trong tưởng tượng của người ngoài lại dung tục và hèn hạ đến thế hay sao? Sau khi nghe về những chuyện mà Tề Đẳng Nhàn đã trải qua trong ngày hôm nay, Dương Quan Quan bỗng chốc cười đến đau cả bụng. Cô ấy nói, bây giờ anh nổi tiếng thật đấy, đúng thật là cái đám đầu trâu mặt ngựa nào cũng muốn mượn tên của anh để ra ngoài lừa gạt người khác. Vụ việc Quý Khải bị Diệp Nam Bang bắt cóc lần này đã được kết thúc bằng sự ra tay của Tề Đẳng Nhàn, đồng thời việc đó cũng coi như là đã giúp Hoàng Văn Lãng giải quyết được một tai họa. Điều này cũng khiến cho Hoàng Văn Lãng nhận thức rõ hơn về tình hình hiện tại và biết rõ được những người thuộc phe Lục gia đang muốn chống đối lại mình, ông ta nhận thức được rõ ràng rằng giữa bọn họ sẽ không thể nào thỏa hiệp được.
hoặc là ông ta sẽ bị những con rắn địa phương này hành cho phải rời khỏi Hương Sơn trong sự nhục nhã, hoặc là ông ta sẽ hóa thân thành một con rồng mạnh mẽ và ép chết bọn chúng. Hoàng Văn Lãng gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn và nói chuyện điện thoại trong một lúc lâu. Xảy ra chuyện lần này, nếu như Tề Đẳng Nhàn muốn bắt cóc Quý Khải thêm một lần nữa thì độ khó tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, có điều, chuyện này đối với hắn cũng chẳng sao hết, với cảnh giới này của hắn, nếu như hắn cố chấp muốn bắt cóc Quý Khải, trừ phi anh ta có thể làm ra hệ thống phòng hộ với quy mô của Tổng thống. Nếu không thì anh ta cũng chỉ là miếng thịt trên thớt gỗ mà thôi. Hơn nữa, đến lúc đó hắn sẽ hành động với thân phận thực sự của mình, như vậy thì tự nhiên món nợ đó sẽ được đổ lên đầu hắn, Hoàng Văn Lãng sẽ không phải chịu bất cứ tội gì cả. Dù sao thì hắn cũng là Tề Đẳng Nhàn, phần tử khủng bố quốc tế mà. Hoàng Văn Lãng có thể xử lý nhân vật nguy hiểm khiến cho các ông trùm đều phải bó tay như hắn hay sao? Tất nhiên là không được rồi. Hãy mượn chuyện này để nhanh chóng giải quyết cái đám người thuộc phe phái của Lục gia đó đi, nếu không thì câu lạc bộ du thuyền sẽ không thể khởi công, chuyện đó khiến người khác khó chịu lắm. Dương Quan Quan đợi hắn gọi điện thoại xong rồi mới đưa ra mệnh lệnh. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy địa vị của hắn trong nhà thực sự quá thấp rồi, ngay cả Dương Quan Quan cũng có thể ra lệnh cho hắn. Cha, sau khi thư ký Dương thừa kế tài sản thì mọi thứ đã khác rồi. Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức nói với giọng không vui, cô đang dạy tôi cách làm việc đấy à? Dương Quan Quan ồ lên một tiếng, sau đó mỉm cười và nói, cái chỗ quần áo mà anh mua về, tôi chẳng biết mặc bộ nào cả. Tề Đẳng Nhàn bèn nói với vẻ mặt nghiêm nghị, ý của tôi là, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần cô phải mở miệng, tất nhiên là tôi sẽ đi làm. Chuyện này không liên quan gì đến việc cô có mặc mấy cái bộ nàng thỏ hay tiếp viên hàng không đó hay không đâu, huống chi, tôi là loại người có nhiều sở thích đặc biệt đến thế hay sao chứ? Dương Quan Quan dứt khoát rút ngón tay giữa thon dài của mình ra và giơ nó lên trước mặt hắn. Đối với cái kiểu da vẻ đạo mạo này của Tề Đẳng Nhàn, cô ấy vô cùng khinh bỉ. Tóm lại là cho dù anh có nói như thế nào thì cũng đừng mơ đến chuyện đó nữa. Dương Quan Quan nói. Sao tôi có thể vì chút chuyện dung tục nhỏ nhoi đó mà hao tổn tâm huyết chứ? Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ mặt đàng hoàng. Sau đó, hắn đưa tay ra ôm lấy Dương Quan Quan và lặp lại câu cửa miệng của những tên đàn ông cặn bã, I love you. Dương Quan Quan mím môi cười và nói, anh bớt bớt đi, có nói ngon nói ngọt thêm nữa cũng vô dụng thôi. Sưởi ấm cô ấy suốt cả một đêm, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nói. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Dương Quan Quan nhìn hắn với ánh mắt có hơi ngạc nhiên, cô ấy không hiểu lời này là có ý gì. Tề Đẳng Nhàn nói, quảng cáo tôi lướt thấy trên điện thoại đó, nói là nếu như đàn ông nói với phụ nữ là sưởi ấm cô ấy suốt cả một đêm thì sẽ khiến cho cô ấy mãi mãi không thể quên đi anh ta. Dương Quan Quan dở khóc dở cười, anh cũng biết cái quảng cáo đó à, tốt xấu gì anh cũng phải đọc hết lời dẫn thì mới ấn vào để học tập chứ. Cứ thế mà nói ra câu sưởi ấm cô ấy suốt cả một đêm à. Đây là trò đồi bại gì chứ? Cô ấy cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chắc chắn là một sinh vật kỳ lạ, khi làm chuyện xấu, cái đầu của hắn vô cùng nhanh nhẹn, nhưng cũng có những lúc mà suy nghĩ của hắn khiến cho người khác cảm thấy rất vô lý. Tề Đẳng Nhàn làm ảo thuật để lấy ra một bông hoa hồng rồi đưa cho Dương Quan Quan và nói, tặng cô nè. Dương Quan Quan có chút kinh ngạc, cái tên này thế mà lại chủ động tặng hoa cho mình à? Nếu như cô ấy biết được nguồn gốc của bông hoa này thì có lẽ là cô ấy sẽ giết chết Tề Đẳng Nhàn ngay tại chỗ đó mất thôi. Hoa này là do hắn mua từ buổi sáng để tặng cho em gái Cao Kiều, ban nãy khi hắn đặc biệt chạy đến bệnh viện để thăm cô ta, hắn chợt nhớ ra hình như mình chưa bao giờ tặng hoa cho Dương Quan Quan cả, vậy nên hắn đã mượn gió bẻ măng, trước khi đi, hắn đã rút lấy một bông hoa từ trong bình. Dù sao thì cũng là hoa mà mình mua. Tất nhiên là nhị đương gia sẽ không cảm thấy làm như thế có chỗ nào quá đáng cả. Dương Quan Quan thích Tề Đẳng Nhàn là bởi vì bọn họ ở bên nhau cả ngày lẫn đêm và cả sự bảo vệ nhu nhược mà hắn dành cho cô ấy, thêm cả việc hắn ngày nào cũng dẫn cô ấy đi luyện võ mà thành. Phần lớn tình cảm trong mối quan hệ của hai người được dần dần vun đắp bằng cách cùng nhau tập võ, vậy nên trong mối quan hệ này tất nhiên sẽ có một chút thẳng thắn của người học võ. Nhưng làm gì có cô gái nào không thích lãng mạn đâu chứ. Lần đầu tiên nhận được hoa từ Tề Đẳng Nhàn khiến cho Dương Quan Quan có một cảm giác vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn cảm thấy cái tên cứng đầu này đã có chút thông suốt rồi. Cảm ơn, Dương Quan Quan nhận lấy bông hoa hồng này với tâm trạng vô cùng vui vẻ,
cô ấy chuẩn bị cầm nó đi làm thành hoa khô để giữ làm kỷ niệm. Cũng may Dương Quan Quan không phải loại người nói nhiều như Giang Khuynh Nguyệt, sau khi nhận được hoa còn thao thao bất tuyệt với hắn một trận. Bằng không, nếu như lúc đó hắn lại thốt ra một câu kiểu như cô muốn cái quần què ấy chứ muốn thì tất cả nỗ lực của ngày hôm nay e rằng sẽ phải trôi theo dòng nước mất thôi. Tề Đẳng Nhàn âm thầm đắc ý, EQ của anh đây cao thế cơ mà, những người cho đến bây giờ vẫn còn chê EQ của anh đây không đủ rõ ràng chỉ là đang ghen tị mà thôi. Sau này, nếu như có ai đó lại nói EQ của nhị đương gia nhà chúng ta không đủ thì cứ coi như gió thoảng bên tai là được rồi. Không thấy bông hoa mà mình tiện tay lấy về từ chỗ em gái cao kiều lại khiến cho thư ký Dương cảm động đến mức đỏ bừng cả mặt hay sao? Tề Đẳng Nhàn thực sự có rất nhiều vở kịch nội tâm kiểu này, cũng may Dương Quan Quan là người luyện võ chứ không phải người tu tiên, nếu như cô ấy học được mấy thứ như kiểu đọc tâm trí thì có lẽ cô ấy sẽ muốn cái mạng chó này của Tề Đẳng Nhàn mỗi phút mỗi giây mất thôi. Chỉ dựa vào một bông hoa hồng, Tề Đẳng Nhàn đã đạt được mục đích của mình. Kiểu người tập võ như hắn, cho dù là ăn khuya thì đương nhiên cũng phải chọn đồ ăn có protein cao rồi. Thịt thỏ chẳng phải là thứ protein đẳng cấp hay sao? Huống chi đó còn là một con thỏ trắng với bộ ngực khoa trương như thế. Ngày nào Dương Quan Quan và Hoàng Sung cũng theo Tề Đẳng Nhàn đi học võ, bọn họ cảm thấy tự hào vì họ có thể cảm nhận được võ công của mình đang ngày càng tiến bộ. Còn niềm tự hào dạo gần đây của Tề Đẳng Nhàn chính là việc hắn cảm thấy EQ của mình đã thực sự được nâng cao rồi. Cũng chỉ có em gái cao kiều là thật sự có EQ thấp thôi, nói nhiều cũng chẳng nói làm gì, mình phổ cập kiến thức khoa học cho cô ấy mà cô ấy vẫn tức giận được. Tề Đẳng Nhàn vừa chỉ cho Hoàng Sung và Dương Quan Quan luyện tập bán bộ băng quyền vừa nghĩ đến chuyện này. Bán bộ băng quyền có thể nói là một đại sát chiêu trong hình ý quyền, đã có những bậc thầy chỉ dựa vào một chiêu này mà chinh phục được tất cả các cao thủ trên đời. Tề Đẳng Nhàn hướng dẫn hai người bọn họ tập luyện đến khoảng 9 giờ sáng, sau đó lại bổ sung thêm một số bài huấn luyện đặc biệt cho Hoàng Sung, coi như là để thực hiện lời hứa trước đó. Đợi đến khi Hoàng Sung hoàn thành xong nội dung huấn luyện, anh ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang xoa bóp cánh tay cho Dương Quan Quan để thả lỏng cơ bắp. Sư phụ, tôi đã tập băng quyền suốt cả một buổi sáng rồi, cánh tay đau mỏi quá. Hoàng Sung đi đến và nói với giọng nghiêm túc. Cầm lấy đi, Tề Đẳng Nhàn tiện tay ném cái súng massage ở bên chân cho Hoàng Sung. Đồ tệ bạc, Hoàng Sung thầm mắng một tiếng, anh ta thực sự cảm thấy khinh thường cái tên tiêu chuẩn kép này từ tận đáy lòng. Đương nhiên súng massage cũng có tác dụng thả lỏng cơ bắp, thế nhưng sao có thể có hiệu quả tốt bằng việc Tề Đẳng Nhàn tiêu hao thể lực, vận dụng công lực để massage bằng sức mạnh vô hình được cơ chứ? Thế này mà còn nói là muốn làm mọi thứ một cách công bằng à? Kiếp sau ông đây nhất định sẽ đầu thai làm phụ nữ, hơn nữa còn phải là kiểu phụ nữ có bộ ngực cỡ G. Trong lòng Hoàng Sung cảm thấy bất bình đến cực điểm, anh ta âm thầm cầm cái súng massage lên để thả lỏng cho cánh tay của mình. Tề Đẳng Nhàn lại không hề cảm thấy bản thân mình như thế là đang tiêu chuẩn kép. Đây mà gọi là tiêu chuẩn kép á? Đây rõ ràng gọi là yêu thương phụ nữ, sưởi ấm cô ấy cả một buổi tối. Đây là đang làm tấm gương tốt để dạy dỗ Hoàng Sung rằng phải biết cách yêu thương người phụ nữ của mình, có hiểu không hả? Dù sao Dương Quan Quan cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn massage cho mình rất thoải mái, đây mới gọi là cuộc sống chứ. Mỗi ngày sau khi vất vả luyện võ xong còn có người massage cho mình để giảm bớt mệt nhọc. Võ công của tôi lúc nào mới có thể trở nên cứng cáp hơn được đây? Dương Quan Quan thở dài một hơi và nói. Cô mới luyện võ được bao lâu chứ? Mới được có một năm mà thôi, có thành quả như thế này là đã khá lắm rồi. Chúng ta đâu phải đang tu tiên mà chỉ cần ăn linh đan rượu dược là có thể nâng cao cảnh giới. Tề Đẳng Nhàn lườm cô ấy một cái và nói với giọng cằn nhằn. Tôi chỉ cảm thấy nguyện vọng đè anh xuống đất rồi đánh cho anh một trận đã cách tôi ngày càng xa rồi. Dương Quan Quan mặt ủ mày trao. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì khóe miệng bỗng chốc bắt đầu co giật. Hắn cảm thấy suy nghĩ của cái cô Dương Quan Quan này thật là nguy hiểm, chẳng ai làm gì cũng muốn khi sư diệt tổ. Xét đến việc trước đây mình đã từng bị cô ấy vật ngã bằng một cú body slam, hắn cảm thấy sau này vẫn phải cẩn thận hơn một chút mới được. Mặc dù học võ đã thay đổi cuộc đời của Dương Quan Quan nhưng nó cũng đã hoàn toàn thay đổi tính cách của cô ấy. Tề Đẳng Nhàn đang xoa bóp cho Dương Quan Quan thì điện thoại của hắn bỗng dưng vang lên, cầm lên nhìn qua một cái, là Lý Vân Uyển đang gọi đến. Tôi đi nghe điện thoại một chút, Tề Đẳng Nhàn vừa nói vừa đi sang bên cạnh.
Dương Quan Quan nhìn dáng vẻ này của hắn thôi cũng có thể đoán ra được là ai đang gọi điện thoại tới rồi. Bây giờ quan hệ giữa cô ấy và Lý Vân Uyển rất tế nhị, bình thường bọn họ cũng có liên hệ với nhau, bên ngoài thoạt nhìn thì vẫn hài hòa như trước kia, thế nhưng trong bóng tối thì dường như lại đang cạnh tranh với nhau và nhao nhao muốn làm ra một điều gì đó lớn lao mà đối phương không thể làm được. Lý Vân Uyển đợi Tề Đẳng Nhàn bắt máy rồi nói, anh Tề, em thấy anh chẳng nhớ em chút nào cả, em ở nước ngoài vất vả như thế mà anh cũng chẳng biết gọi cho em lấy một cuộc điện thoại à. Tề Đẳng Nhàn nói, sao có thể chứ? Em cũng xem tin tức rồi đấy, dạo gần đây tôi đã trở thành phần tử khủng bố rồi, bận bịu ghê lắm. Lý Vân Uyển phì cười một cái rồi nói với giọng hung dữ, em đã đến nước Thiên Chủ rồi, bao giờ anh mới đến đây thế? Tề Đẳng Nhàn vừa nghe thấy giọng nói này của cô ấy thì bèn không tự chủ được mà nhớ tới cảnh tượng lúc trước khi cô ấy từ Trung Hải đến Thượng Hải, lúc đó cô ấy thật là hung tàn, suýt chút nữa đã vắt kiệt cơ thể hắn rồi. Mặc dù bây giờ thể lực của hắn đã tiến bộ một cách phi thường, thế nhưng khi nghĩ đến kiểu tóc đuôi ngựa treo chuông đã thống trị hắn cả đêm thì hắn vẫn không khỏi rùng mình. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến đó, em cứ yên tâm ở bên đó giúp tôi khơi thông quan hệ đi, không cần tiết kiệm tiền làm gì, cần vung thì cứ mặc sức mà vung. Tề Đẳng Nhàn nói, nhiều tiền như vậy lúc tiêu thì cũng vui lắm nhưng cũng khiến người khác cảm thấy rất đau lòng đó. 5 tỷ đô la Mỹ mà anh kiếm về đã chẳng còn lại bao nhiêu rồi. Lý Vân Uyển nói với giọng có chút đau lòng. Cô ấy vốn là một kẻ rất mê tiền, nhưng trong thời điểm quan trọng nên tiêu tiền thì lại không hề nương tay chút nào, hơn nữa còn rất biết hưởng thụ. Nhưng ném ra một khoản tiền lớn như vậy vẫn khiến cô ấy có chút ghê răng. Cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến, chẳng phải tôi đang ra sức kiếm tiền đây hay sao? Tề Đẳng Nhàn thở dài một hơi. Nếu như không có cái tội danh là phần tử khủng bố kia thì hắn cũng hoàn toàn không cần phải cố gắng kiếm tiền đến như vậy. Lý Vân Uyển nói, được rồi, thế thì em sẽ ngoan ngoãn ở nước Thiên Chủ đợi anh, chỗ này cũng khá là thú vị, tùy tiện đi ra khỏi cửa để dạo phố một cái thôi là đã ra nước ngoài luôn rồi. Sau khi nói chuyện với cô ấy khoảng 10 phút, lúc này Tề Đẳng Nhàn mới cúp điện thoại của cô ấy đi. Gánh nặng công việc trên người Lý Vân Uyển không hề nhẹ nhàng, khi ở bên Mỹ, Hướng Đông Tinh cũng chỉ điều khiển từ xa một chút mà thôi, còn những công việc cụ thể thì đều rơi vào trên người cô ấy và Irena Zinva. Sự nhớ nhung của Tề Đẳng Nhàn đối với Lý Vân Uyển cũng không hề ít ỏi, hắn sắp quên mất những ký tự trên chân của cô ấy được sắp xếp như thế nào rồi. Sau khi gọi điện thoại xong, Tề Đẳng Nhàn lại nhận được điện thoại của Trần Tuấn Nghị, nói là hôm nay sẽ đến lâu đài trên biển để ăn cơm với Lục Quy Hải. Tề Đẳng Nhàn bảo rằng mình biết rồi. Sau đó hắn lập tức gọi điện thoại cho Long Phi Vũ để bảo cậu ta chuẩn bị giấy nợ, sau đó lại gọi cả Hoàng Kỳ Bân và hẹn anh ta buổi tối cùng đến lâu đài trên biển để xem kịch. Lâu đài trên biển là một nhà hàng rất có phong cách, riêng bản thân nó đã tương đối độc đáo, làm thành một chiếc thuyền lớn và còn mời rất nhiều người mẫu đa tài đa nghệ đến để làm nhân viên phục vụ. Dương Quan Quan có vòng tròn quan hệ của riêng mình ở Hương Sơn, cô ấy phải đến chỗ khác để dự tiệc. Dù sao thì cô ấy cũng đang đầu tư tiền bạc vào đây, các mối quan hệ chắc chắn phải phát triển hơn nữa. Bây giờ cô ấy đã trưởng thành rồi, tính cách cũng trở nên hoàn thiện hơn rồi, Tề Đẳng Nhàn cũng khá là yên tâm về cô ấy. Trước khi đến giờ hẹn, hắn bèn đến thăm em gái Cao Kiều đáng thương đang nằm trong bệnh viện để dưỡng thương. Ồ, Lý Tổng lại đến rồi à? Trịnh Hữu Bân nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì ngây người một lúc, sau đó vẻ mặt bỗng chốc trở nên kỳ quái. Cậu ta vẫn luôn cảm thấy giữa Giang Khuynh Nguyệt và cái tên mập này hình như có chút không bình thường. Tề Đẳng Nhàn gật đật đầu và nói, xin chào Trịnh Tổng. Trịnh Hữu Bân ho khan một cái và nói, Lý Tổng à, Giang tiểu thư của chúng tôi có bạn trai rồi đấy, và lại người bạn trai đó của cô ấy còn rất hung dữ, tốt nhất là anh nên tránh xa cô ấy một chút đi. Đến lúc đó nếu như anh bị bạn trai của cô ấy nhắm vào rồi thì tôi sợ rằng cho dù anh có 10 cái mạng cũng không đủ dùng đâu. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người một lúc rồi nói, bạn trai của cô ấy lợi hại vậy sao? Trịnh Hữu Bân nói, chính là cái tên Tề Đẳng Nhàn dạo gần đây mới bị liệt vào danh sách phần tử khủng bố đó, chắc anh biết anh ta nhỉ? Anh ta hung tàn lắm, vậy nên tôi khuyên anh tốt nhất là hãy thu lại những suy nghĩ không đáng tin đó của mình đi. Trịnh Hữu Bân là một người rất đáng tin, Tề Đẳng Nhàn đã giúp Trịnh gia bọn họ xử lý Triệu Man Nhi. Cậu ta nhớ ơn Tề Đẳng Nhàn nên lúc này đã đứng ra giúp hắn làm nghề canh giữ cửa hậu cung. Điều này khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất thú vị,
hắn nói, đó chẳng phải là bạn trai cũ của cô ấy rồi hay sao? Nghe nói bọn họ đã chia tay lâu rồi mà. Trịnh Hữu Bân bèn nói, tôi khuyên anh thì anh cứ nghe đi. Hai người có quan hệ bạn bè bình thường thì cũng được thôi, nhưng mà đừng có vượt qua giới hạn, nhỡ đâu bạn trai của cô ấy tức giận lên thì tôi cũng không bảo vệ được anh đâu. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy chuyện này rất thú vị, chẳng trách lại có phim truyền hình về việc Khang Hy cải trang để đi vi hành, thì ra việc cải trang và đi giả vờ ở khắp nơi lại là một chuyện vui vẻ đến như vậy. Yên tâm đi, tôi với em gái Cao Kiều chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, cậu đừng nghĩ nhiều như thế làm gì. Còn nữa, cái tên Tề Đẳng Nhàn đó vừa đẹp trai vừa phóng khoáng, võ công thì lại vô địch thiên hạ, đúng thật là hình mẫu cho một người vừa đẹp trai vừa giỏi đánh nhau, sao tôi có thể thắng được anh ta cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ vai Trịnh Hữu Bân, mỉm cười và nói. Trịnh Hữu Bân nghe thấy vậy, ha, Lý Tổng này cũng khá là tự biết lấy mình đấy, có điều, ngẫm lại thì sao lại cảm thấy có chỗ nào không đúng ấy nhỉ? Thế nhưng không đúng ở chỗ nào thì cậu ta cũng không nói rõ được. Đỡ hơn chút nào chưa? Tề Đẳng Nhàn đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt đang nằm trên giường một cách nhàm chán thì bèn hỏi một câu quan tâm. Nếu như ngày nào anh cũng đến đây và dùng kỹ thuật của anh để xoa bóp cho tôi thì chắc là tôi sẽ khỏi nhanh thôi. Hai, chắc anh không biết đâu nhỉ, tôi bị thương như vậy thì cả đoàn làm phim đều sẽ bị trì hoãn vì tôi. Phía bên đạo diễn Từ chắc là lại phải quở trách tôi rồi. Khó khăn lắm tôi mới có thể được đạo diễn Từ chọn vào vai nữ chính, giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Giang Khuynh Nguyệt vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bước vào thì lại bắt đầu bật công tắc máy phát thanh. Tề Đẳng Nhàn đứng ở bên cạnh giường bệnh với khóe miệng cứng ngắc, hắn có hơi muốn tìm một gói kim chỉ để khâu miệng cô ta lại. Em gái Cao Kiều à, tốt xấu gì cô cũng là mỹ nữ số một Thượng Hải, cô có thể nào đừng nói nhiều như thế được không hả? Lúc Tề Đẳng Nhàn nói chuyện xong rồi rời khỏi chỗ của em gái Cao Kiều, đầu óc đã có chút choáng váng, nghĩ thầm nếu ai mà cưới phải cô ta, vậy thì không phải sẽ bị cằn nhằn đến chết sao? Này, chó Đẳng Nhàn! Tề Đẳng Nhàn vừa đến địa điểm hội hợp được chỉ định để gặp Long Phi Vũ, Hoàng Kỳ Bân đã tới ngay, mở miệng ra là bùng nổ. Mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi đen xì, quay đầu lại, tức giận nói, mày có ý gì thế? Hoàng Kỳ Bân vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, gọi họ của anh thì không tốt lắm, hơn nữa gọi chó Lý cũng không có ý nghĩa gì cả, gọi là chó Đẳng Nhàn thì khá là sát. Tề Đẳng Nhàn mặt đen xì, nói với Long Phi Vũ, vị này chính là thiếu niên A Bân mà tôi đã nói với cậu, con trai đầu của Hoàng Thị, sở thích duy nhất chính là đi trung tâm massage. Hoàng Kỳ Bân nhíu mày, tức giận nói, tôi còn có sở thích khác mà, sao anh lại nhớ cái này thôi? Tề Đẳng Nhàn nói, à, ngoại trừ thích trung tâm massage ra, hắn còn thích tinh du thôi bối, thủy tiên chỉ nhu, băng hỏa đồng thiên, tiên nhân chỉ lộ, độc long toàn thiên. Phụt! Long Phi Vũ thiếu chút đã nữa cười phun ra, đây không phải là cùng một chuyện sao? Hoàng Kỳ Bân nghiến răng nghiến lợi, cũng bởi vì tên chó chết này, em gái ruột của mình đã mấy ngày không để ý tới mình rồi, thế mà vào lúc này, hắn lại ở trước mặt người ngoài bắt đầu làm xấu thanh danh của mình. Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị dẫn hai người kia đến tòa nhà trên biển để học tập chút, thì nhận được cuộc gọi của Trần Tuấn Nghị. Lý Tổng, tình hình có chút thay đổi rồi. Hôm nay, thiếu chủ Hồng Bang cũng ở đây, hơn nữa còn mời cả Đao Vương Nhiếp Thanh Sơn của Bát Quái Môn. Trần Tuấn Nghị thấp giọng nói. Nếu không thì, đổi hôm khác tốt hơn. Tề Đẳng Nhàn lại lơ đãng mà nói, cái gì mà đao sắc, mẹ nó, có thể giúp tôi chém một đao trên Liều Tịch Tịch không? Liều Tịch Tịch ý chỉ một app chuyên bán hàng nhái của các thương hiệu lớn với giá rẻ. Trần Tuấn Nghị còn chưa kịp trả lời, đã bị Tề Đẳng Nhàn cúp điện thoại. Hắn vung tay lên, dẫn theo hai người Hoàng Kỳ Bân và Long Phi Vũ đi vào tòa nhà trên biển, đi thẳng lên tầng trên cùng, sau đó tốn mấy nghìn tệ để mời một chị gái xinh đẹp mặc sườn xám tới đánh đàn tranh. A Bân, Long Phi Vũ chuẩn bị làm quen với Hoàng Kỳ Bân. Mẹ nó, đừng có gọi tôi như vậy. Hoàng Kỳ Bân không khỏi tức giận nói, vốn dĩ cảm thấy xưng hô này rất bình thường, dù sao thì Hoàng Văn Lãng cũng gọi anh ta như vậy, nhưng kể từ sau khi Tề Đẳng Nhàn bắt đầu gọi anh ta như vậy, như thế nào anh ta cũng cảm thấy không được tự nhiên. Long Phi Vũ ngạc nhiên, Tề Đẳng Nhàn đã cười nói, đừng để ý, gọi anh ta là A Bân cũng không có việc gì đâu. Hoàng Kỳ Bân đen mặt, lấy ra một điếu thuốc, dầu dĩ châm lửa. Long Phi Vũ hỏi, xưng hô này rất bình thường mà.
vừa nhìn thì thấy cậu không phải là một đứa trẻ ngoan chăm đọc sách. Tề Đẳng Nhàn cũng không thèm để ý, đến đây, ăn cơm trước đi, Trần Tuấn Nghị và Lục Quy Hải đợi lát nữa sẽ tới. Hoàng Kỳ Bân cũng biết, Tề Đẳng Nhàn hôm nay tới đây là để gây chuyện. Lục Quy Hải nhìn thấy Long Phi Vũ, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta, mà Long Phi Vũ đã sớm lấy được giấy nợ, Trần Tuấn Nghị đã là làm nội gián rồi. Chuyện này mà náo loạn lên, đứa con trai đầu ở thành phố như anh ta mà bị quấn vào, Hoàng Văn Lãng đã có đủ lý do để nhúng tay vào, có thể mượn chuyện này để đả kích lục phái đang kiêu ngạo kia một chút. Dù sao thì, Lục Quy Hải cho vay nặng lãi là đã có chuyện gì xảy ra thế? Thậm chí cái này cũng không thể gọi là cho vay nặng lãi được, thuần túy chỉ là cướp tiền mà thôi, chứ làm gì có loại lãi nào mà chỉ một chút đã tăng thành 2 tỷ. Trên thế giới này, ngoại trừ Tề Đẳng Nhàn, không có mấy người bình thường nào mà lại có thể làm được chuyện này. Vừa ăn, Long Phi Vũ vừa thảo luận với Hoàng Kỳ Bân rằng Hương Sơn trung tâm massage của nhà nào mạnh hơn, nghe Tề Đẳng Nhàn nói thì trợn mắt há hốc mồm, đây là được tiếp thu thêm kiến thức mới. Hắn cảm thấy hình tượng của mình ở trong lòng của Long Phi Vũ đã có chút sụp đổ, thế mà lại nghĩ đến câu chửi của Trương Nhu, ai, đàn ông à, đều là chim cút cả mà thôi. Quả nhiên, giỏi nhìn thấu là đàn ông nhất, thì phải là những người con gái trà trộn vào quán ăn đêm. Lúc ăn no được một nửa, Lục Quy Hải và Trần Tuấn Nghị đã đến, bên cạnh còn có Mạnh Huyền Thông, cùng với một người đàn ông gần 40 tuổi, quần áo rộng thùng thình. Bọn họ vừa đặt chân lên tầng trên cùng, Trần Tuấn Nghị đã nói với Lục Quy Hải, Lục thiếu gia, đó không phải là Long Phi Vũ sao? Đang nợ chúng ta 2 tỷ, hiện giờ vẫn còn chưa trả nữa. Lục Quy Hải không hề nghĩ tới đây là một cái hố, vừa thấy Long Phi Vũ, đã lập tức mang vẻ mặt tươi cười bước tới. Mạnh Huyền Thông vị thiếu chủ Hồng Bang này cũng không khỏi tò mò mà đánh giá hai cái, thấy Tề Đẳng Nhàn, thì dừng lại thêm một lát, cảm thấy tên mập mạp này thật ra là có chút quen mắt. Long Tổng, đến ăn cơm với bạn bè sao? Số tiền nợ tôi, khi nào thì trả lại thế? Lục Quy Hải vừa tới, đã đi thẳng vào vấn đề chính. Long Phi Vũ lúc trước đã bị tên này dạy dỗ đến sứt đầu mẻ chán, nhưng bây giờ nợ nần đã lấy lại rồi, hơn nữa, lại còn có hai ông lớn Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Kỳ Bân làm chỗ dựa, sao mà sợ được. Hắn ta ngồi ngay ngắn không thèm nhúc nhích, chỉ liếc xéo Lục Quy Hải một cái, bình tĩnh nói, Lục thiếu gia, phải khoan dung độ lượng chứ. Các người đã lừa của tôi mấy chục triệu rồi, thế mà còn ngoạm một miệng to nữa. Lục Quy Hải cười lạnh nói, nợ nần thì phải trả, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên, mà. Số tiền này, nếu cậu không trả, thì không thể rời khỏi Hương Sơn này đâu. Hoàng Kỳ Bân lúc này đã cười lạnh, nói, yo, đây không phải Lục thiếu gia sao? Thật uy phong mà, đã lừa tiền đến đầu của bạn tôi rồi. Thì ra là Hoàng thiếu à? Sao, anh muốn giúp hắn ta thoát ra khỏi chuyện này à? Cho dù anh có cái danh là đại thiếu gia của thành phố thì cũng không tiện sử dụng nhỉ, hắn ta nợ tiền tôi, vậy phải trả cho tôi. Lục Quy Hải đã sớm chú ý tới Hoàng Kỳ Bân. Chẳng qua đối phương không nói gì, thì anh đương nhiên cũng không có khả năng sẽ chủ động đi khiêu khích. Nhưng lúc này Hoàng Kỳ Bân lại đáp trả, dường như đã chuẩn bị để xen vào, điều này ngược lại làm cho anh có chút vui mừng ngoài ý muốn. Dù sao, Lục Phái và Hoàng Văn Lãng mới tới kia cũng không xung đột gì, Long Phi Vũ nợ 2 tỷ, nợ nần nằm trong tay của Trần Tuấn Nghị, giấy trắng mực đen rất rõ ràng, anh hoàn toàn không sợ bởi vì chuyện này mà sẽ xảy ra xung đột với Hoàng Kỳ Bân. Hoàng Kỳ Bân trầm giọng nói, Long Tổng là bạn bè của tôi, anh muốn là anh ta. Tôi không đồng ý đâu. Lục Quy Hải lắc đầu nói, Hoàng thiếu gia à, tôi đây cũng không phải là lừa bịp già cả, mà là có nợ nần nghiêm túc đấy. Cái này có thể được gọi là lừa bịp không? Có thể coi là như thế không? Có thể không? Cái này gọi là gì? Cái này gọi là đòi lại một cách chính đáng. Hoàng Kỳ Bân nghe mấy lời này của Lục Quy Hải, không khỏi bốc hỏa. Tên này cũng mẹ nó là fan của Trương Tam Hạ, lúc nói những lời này rất giống với Tề Đẳng Nhàn luôn làm cho anh ta khẩn cấp tránh xa, cùng là một giống chim cút. Tiền, tôi sẽ không trả, bởi vì, tôi không hề nợ nần gì cả, nếu anh có bản lĩnh, thì lấy giấy nợ ra đi. Long Phi Vũ mỉm cười nói. Trần Tuấn Nghị lạnh lùng nói, anh muốn nợ giấy chứ gì? Được rồi, tôi sẽ cho người trở về lấy. Nhớ rõ thái độ lúc vừa rồi của anh nhé. Xem anh đến lúc chết gì có thể rời khỏi Hương Sơn không nhé. Tề Đẳng Nhàn âm thầm gật đầu,
kỹ xảo biểu diễn của Trần Tuấn Nghị đã có thể so sánh với thiếu niên A Bân rồi. Mạnh Huyền Thông lúc này đã đi tới, lạnh lùng nói nhảm ít thôi, nợ nần thì phải trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đừng ở đây rong dài nữa. Nếu hôm nay anh không trả lại số tiền này, theo quy củ giang hồ, tôi sẽ trực tiếp lấy một tay của anh. Vị thiếu chủ Hồng Bang này khi lên tiếng, vẫn rất có khí thế. Hoàng thiếu, lời tôi nói ở đây, hôm nay nếu anh ta không lấy đâu ra tiền để trả, thì không có trái cây tốt để ăn đâu. Mặt mũi của anh, không dễ sử dụng đâu, Lục Quy Hải đắc ý nói. Hoàng Kỳ Bân bất ngờ đứng dậy, đưa tay túm lấy lỗ tai Lục Quy Hải, kéo theo cả cái đầu của anh đập vào mặt bàn. Phanh, mặt của Lục Quy Hải đã trực tiếp đụng vào mép bàn ăn, lập tức đã hốc hác mặt mày, đầu vỡ máu chảy. Sớm đã thấy tên ngốc như mày khó ưa rồi, còn dám lừa bạn bè của tao. Mày là cái thứ gì thế? Hoàng Kỳ Bân đưa tay cầm lấy một cái đĩa ăn, bang một tiếng, cái đĩa đã nở hoa ở sau đầu của Lục Quy Hải rồi. Với trình độ võ công của Mạnh Huyền Thông, muốn ngăn cản Hoàng Kỳ Bân đánh người, đó là chuyện rất đơn giản. Nhưng hắn ta vẫn trơ mắt nhìn Hoàng Kỳ Bân ra tay đánh Lục Quy Hải, bởi vì, chỉ có như thế, mới có thể đạt đến hiệu quả mà hắn ta mong muốn nhất. Đợi đến khi đầu của Lục Quy Hải trước sau đã nở hoa hết, Mạnh Huyền Thông mới ra tay, ngón tay như ưng chảo, nhanh như chớp mà vồ tới. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không phải hạng ăn chay, trong nháy mắt đã đứng dậy, cánh tay vừa nhấc lên đã như xích sắt qua sông, chắn thẳng ở phía trước ưng chảo của hắn ta. Một chảo này của Mạnh Huyền Thông, vậy mà lại không thể nắm lấy cánh tay đối phương, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bả vai Tề Đẳng Nhàn vừa động đậy, cánh tay đã mang theo một loại kình lực xoắn ốc, còn cả người Mạnh Huyền Thông đã bị chấn đến nỗi phải lùi lại hai bước. Muốn động đến bạn của tôi sao? Vậy thì phải vượt qua cửa ải của tôi trước đã. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, đứng ở bên cạnh Hoàng Kỳ Bân và Long Phi Vũ. Có hắn ở chỗ này, dũng khí của Long Phi Vũ và Hoàng Kỳ Bân không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Người đàn ông chừng 40 tuổi kia nheo mắt lại, đánh giá Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới, ngạo mạn nói, không nghĩ tới ở đây còn có cao thủ như vậy, khó trách hai người trẻ tuổi kia dám làm càn như thế. Trần Tuấn Nghị thì âm thầm đổ mồ hôi, anh ta biết là ông lớn mập mập này đánh nhau rất được, nhưng mà, ở trước mắt ông lớn này, chính là cao thủ nổi tiếng ở phương Nam Đo. Nhiếp Thanh Sơn được mệnh danh là Khoái Đao Vương, một tay cầm bát quái đao, đùa giỡn một cái cũng đến mức xuất thần nhập hóa. Trước mắt có muỗi hay là ruồi bay qua, ông ta đều có thể dùng một đao bổ thành hai nửa, có thể thấy được công lực cao siêu đến nhường nào. Mặt Tề Đẳng Nhàn không chút thay đổi nhìn Nhiếp Thanh Sơn, thản nhiên nói, ông thì tính là cái gì, có tư cách gì mà dám đánh giá tôi. Lục Quy Hải từ trên mặt bàn bò dậy, đầu đầy máu tươi, nhe răng cười nói, tên nào cũng có cái gan chó to đùng thế, Hoàng thiếu à, cậu cũng lợi hại lắm đấy, dám ra tay với tôi. Hôm nay, cậu đánh tôi như thế nào, dù có thế nào thì tôi cũng chắc chắn sẽ trả đủ lại cho cậu. Cậu ra tay trước. Đoán rằng người đứng đầu Hoàng thì cũng sẽ không có lý do gì để chối bỏ chuyện này đâu. Anh cũng là một người thông minh, vừa nói chuyện vừa lui về phía sau, miễn lại bị đánh cho thêm hai cái nữa. Nhiếp Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh Mạnh Huyền Thông, nói thiếu bang chủ, đấu tranh giữa các thế lực ở Hương Sơn của các người thì tôi không giúp được gì, nhưng để cho tôi bổ cái gã mập mạp này, thì không thành vấn đề. Mạnh Huyền Thông không khỏi cười ha ha, nói, được. Đã sớm nghe nói Khoái Đao Vương Nhiếp sư phụ có đao nhanh như chớp giật, hôm nay, cũng vừa lúc để tôi được mở rộng tầm mắt. Đại hội võ đạo Hương Sơn lần này vốn là cao thủ như mây, lại còn có cao thủ đứng đầu như Nhiếp sư phụ trợ giúp, muốn giết chết tên phản quốc Tề Đẳng Nhàn này, cũng càng dễ dàng hơn. Nhiếp sư phụ chỉ cần động thủ thôi, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ lo. Tề Đẳng Nhàn sắc mặt cổ quái, hỏi, Khoái Đao Vương, đao của ông nhanh như thế nào? Tay áo của Nhiếp Thanh Sơn vừa động, trong tay đã có thêm một thanh đao. Cao thủ dùng kiếm phần lớn sẽ có chiêu tàng kiếm thuật, mà cao thủ dùng đao, đương nhiên cũng sẽ có chiêu tàng đao thuật. Nhiếp Thanh Sơn giấu một thanh đao to như vậy ở trên người, lại không ai có thể phát hiện ông ta đã giấu ở chỗ nào, đủ để thấy đao thuật của ông ta có chỗ rất cao siêu. Đúng vào lúc này, có một con muỗi nho nhỏ bay qua trước mặt Nhiếp Thanh Sơn. Ông ta hạ một đao xuống,
động tác nhanh đến nỗi mọi người còn chưa kịp nhìn thấy ông ta đã rút đao ra chém như thế nào, đao đã trở lại trong vỏ đao rồi. Mà khoa trương hơn chính là, con muỗi kia, đã bị cắt thành hai nửa, thi thể từ trên không trung chậm rãi rơi xuống đất. Mạnh Huyền Thông nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi toát ra vẻ đắc ý, vị khoái đao vương này chính là cao thủ do hắn ta tự mình mời tới đấy. Mà sắc mặt Hoàng Kỳ Bân và Long Phi Vũ lại không đẹp như vậy được, hiển nhiên, tên ở trước mắt này dùng đao không phải là giả vờ, mà là cao thủ hàng top nghiêm túc. Vừa rồi ông ta xuất đao, ánh mắt mọi người đều không theo kịp, hơn nữa. Chém chỉ trúng một con muỗi thôi đó. Bạn mà để một con muỗi đặt trên mặt bàn rồi lấy dao chém, muốn chém thành hai nửa bằng nhau đã không dễ rồi, huống chi là muỗi đang trong bay nữa. Hoàng Kỳ Bân không khỏi nhìn Tề Đẳng Nhàn hai cái, âm thầm nhếch miệng, cái hố này hôm nay nếu không đáng tin, mà hại mình bị đánh một trận ở chỗ này, ông đây sau này tuyệt đối không dẫn hắn đi trung tâm massage nữa, có đi thì cũng phải bắt hắn trả tiền. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn cũng không có chút biến hóa nào, nói quả thật là rất nhanh, chẳng qua còn không bằng tôi. Ha ha ha, anh cũng to mồm thật đấy. Mạnh Huyền Thông cười to, vậy anh nói thử xem, đao của anh nhanh như thế nào. Tề Đẳng Nhàn bất động thanh sắc lấy điện thoại ra. Tất cả mọi người đều không khỏi hiện vẻ mặt nghi ngờ. Ngay cả trên mặt Nhiếp Thanh Sơn cũng toát ra vẻ tò mò, muốn nhìn xem trong hồ lô của tên này rốt cuộc là bán thuốc gì. Tề Đẳng Nhàn nghiêm trang nói, khoái đao của ông, chỉ là diễn ra ở mặt ngoài, chỉ là đơn thuần ở nhanh theo cách vật lý mà thôi. Sắc mặt Nhiếp Thanh Sơn nghiêm lại, nói, hả? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, mà đao của tôi, đã vượt qua cái nhanh theo cách vật lý rồi, đạt tới loại vô hình. Nhiếp Thanh Sơn híp mắt, cảm thấy lời này tựa hồ có chút thâm sâu, có chút trình độ. Bây giờ, tôi sẽ cho các người xem, đao của tôi, nhanh như thế nào. Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói. Hai người Hoàng Kỳ Bân và Long Phi Vũ không khỏi vẻ mặt hưng phấn, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn nhất định có thể làm mù mắt chó của đám người này. Chỉ thấy, Tề Đẳng Nhàn không có xuất đao, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào trên điện thoại di động. Liêu Tịch Tịch đã vào sổ. Ngay sau đó, trong loa của điện thoại di động đã truyền đến một âm thanh như vậy. Trên mặt mọi người, biểu tình đã cứng ngắc. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt như cao nhân, bình tĩnh nói, bây giờ anh biết, đao của tôi nhanh như thế nào chưa? Hai má Hoàng Kỳ Bân liên tục co giật, giống như bị liệt nửa người, cười khổ nói, rất nhanh, 6 vạn người không ai chém được bao lì xì, chỉ một đao anh đã chém xuống rồi. Nhiếp Thanh Sơn thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, còn tưởng rằng mình thật sự đã gặp phải một đại cao thủ am hiểu đao pháp ảo diệu, hóa ra, đao pháp này vô hình cực nhanh, là chém một đao vào Liều Tịch Tịch. Chẳng qua, người bình thường mà có thể từ trong một đống bao lì xì của Liều Tịch Tịch chém trúng phong bao lì xì vàng chỉ trong một đao, quả thực là có chút trâu bò nha. Tên dở hơi từ đâu chui ra đây? Mạnh Huyền Thông và Lục Quy Hải lại không khỏi giận dữ, cảm thấy mình đã bị chọc một phát. Tề Đẳng Nhàn bỏ điện thoại di động vào lại trong túi, thu hồi phong thái cao nhân của mình, còn nghiêm trang nói với Nhiếp Thanh Sơn, đao của ông, có thể chém trúng bao lì xì của Liều Tịch Tịch không? Nhiếp Thanh Sơn không biết nói gì, thậm chí còn cảm thấy mình cầm đao bổ vào con hàng này, là có chút tự làm bẩn đao của mình rồi. Không đợi Mạnh Huyền Thông lên tiếng, bên ngoài đã truyền đến một hồi tiếng còi báo động. Long Phi Vũ bình tĩnh nói, tôi báo cảnh. Lục Quy Hải lau máu trên mặt một phát, cười lạnh liên tục, nói, báo cảnh cũng không cứu nổi mày đâu. Còn có Hoàng Kỳ Bân nữa, mày đánh tao thành cái dạng này, vừa đúng cấu thành tội cố ý gây thương tích. Tao muốn nhìn xem, lần này cha của mày có thể bỏ hết mặt mũi mà đi bảo lãnh mày ra không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi lau mắt mà nhìn Lục Quy Hải, cảm thấy con hàng này so với loại con ông cháu cha chỉ biết to mồm kia mạnh hơn nhiều. Ít ra còn biết học một tí kiến thức về luật pháp. Nhiếp Thanh Sơn không thay đổi sắc mặt, vung tay áo lên, đao ở trong tay chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu, cứ như làm ảo thuật. Cảnh sát của Hương Sơn đã tới rồi, ông ta xách đao ở tay cũng không ổn lắm, dễ gây hiểu lầm. Nếu người của sở cảnh sát Hương Sơn đã tới, mà chuyện này mà còn tiếp tục nữa, tất nhiên là không có khả năng. Hoặc là nói, chuyện này đã làm loạn đủ lớn rồi. Dù sao Lục Quy Hải cũng bị Hoàng Kỳ Bân đánh đến đầu đầy máu.
Một người là con trai của Hoàng Văn Lãng, một người là công tử của Lục Phái. Theo chuyện này mà nói, đã không liên quan đến việc tranh đấu nhỏ giữa đám con ông cháu cha nữa rồi, mà đã tăng lên cấp độ cao hơn rồi. Mạnh Huyền Thông nói với Tề Đảng Nhàn, tên mập mạp chết tiệt, coi như vận may của mày tốt, nếu không, hôm nay nhiếp sư phụ nhất định đã chém đầu của mày xuống để ủ rượu cho tao rồi. Tề Đảng Nhàn mỉm cười nói, thằng chó, chờ ngày đại hội võ đạo, tao sẽ đến hái đầu của mày. Mạnh Huyền Thông nghe xong không khỏi liên tục cười lạnh, nói, được, có can đảm thì mày cứ đến. Gã Mạnh Huyền Thông này đối với Dương Quan Quan không có ý tốt, Tề Đảng Nhàn đối với hắn ta đã sớm nổi lên sát tâm rồi, ai dám đánh chủ ý với thư ký Dương, vậy thì nhất định hắn phải lấy đầu của người kia. Người dẫn đầu đội là Hoắc Đa. Dù sao thì người có liên quan, thân phận đều không tầm thường. Một thiếu chủ của tập đoàn Long Thị bên Đế Đô, một Trần Tuấn Nghị của Châu Báu Trần Thị, còn có công tử Lục Quy Hải của Lục Phái, với thiếu chủ Hồng Bang Mạnh Huyền Thông. Hoắc Đa vừa dẫn đội lên, sắc mặt đã lập tức thay đổi, cũng không phải là do nhìn thấy Lục Quy Hải bị đánh đến đầu chảy máu mà anh ta kinh hồn bạt vía. Mà là, anh ta lại nhìn thấy cái gã mập mạp chết tiệt Lý Bán Nhàn. Sao vẫn là anh? Hoắc Đa cảm giác miệng đầy hoàng liên, đắng đến nỗi không chịu nổi, nói ra bốn chữ như vậy với Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn không khỏi ngẩn người, nói, làm sao mà lại là tôi được? Lần này cũng không phải là do tôi ra tay, là A Bân ra tay, tôi chẳng qua là tới để ăn cơm mà thôi. Hoắc Đa vạn lần không tin, chỉ tại tên mập mạp chết tiệt này, mẹ nó, suốt ngày kiếm chuyện, chỉ cần có hắn ở đây, thì sẽ không có chuyện gì tốt cả. Tề Đảng Nhàn cảm thấy mình rất oan uổng, anh đây cũng không làm ra chuyện xấu gì mà. Chỉ thỉnh thoảng lừa bịp vài khoản tiền nhỏ để duy trì cuộc sống thôi, người của nhà nước này, có cần phải không chào đón mình như vậy không? Trước kia Dương Lệnh Quang là người đứng đầu tỉnh Đông Hải, bây giờ là cảnh sát trưởng thành phố Hương Sơn Hoắc Đa, chậc. Tề Đảng Nhàn cảm thấy bọn họ đối với mình nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lục Quy Hải biết Hoắc Đa là người bên phe Hoàng Văn Lãng, lập tức đen mặt nói, cảnh sát trưởng Hoắc, anh nhìn vết thương trên đầu tôi đi. Tất cả đều là bị Hoàng Kỳ Bân đánh, anh nói xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Hoắc Đa nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng một phát. Hoàng Kỳ Bân vậy mà lại đánh Lục Quy Hải, con trai của người đứng đầu thành phố, đánh công tử của Lục Phái. Hai, chuyện náo loạn lần này không nhỏ một chút nào nha. Mạnh Huyền Thông mỉm cười nói, tôi có thể làm chứng, còn có Tuấn thiếu gia của Châu Báu Trần thì cũng có thể làm chứng nữa. Vừa rồi chính là Hoàng Kỳ Bân nổi trận lôi đình rồi đánh người khác, đánh Lục Thiếu thành bộ dạng như này. Hoàng Kỳ Bân lại bình tĩnh nói, cảnh sát trưởng Hoắc, là tôi ra tay, bởi vì bọn họ lừa gạt bạn bè của tôi. Họ vi phạm pháp luật trước, tôi chỉ đơn giản là bảo vệ lợi ích của bạn bè thôi. Hai bên thì bên nào cũng cho rằng mình đúng, hơn nữa thân phận còn nhạy cảm, Hoắc Đa tuy rằng thân là cảnh sát trưởng, nhưng cũng không dám thiên vị ai. Miễn bị người khác nắm được nhược điểm, khi đó thì anh ta không xuống đài được nữa. Nợ nần thì phải trả tiền, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoàng Kỳ Bân, bớt nói thêm ở chỗ này nữa đi. Trong tay tôi có phiếu nợ 2 tỷ của Long Phi Vũ, tôi đến tìm anh ta để đòi tiền, là đòi lại một cách chính đáng, bởi vì việc này mà cậu ra tay đánh tôi, không hề có chút lý lẽ nào cả. Lục Quy Hải đắc ý nói. Cảnh sát trưởng Hoắc. Tôi yêu cầu pháp y lập tức kiểm tra thương tích cho tôi. Tôi muốn khởi tố vụ án này, buộc tội Hoàng Kỳ Bân cố ý gây thương tích. Vào lúc này Tề Đảng Nhàn mỉm cười, anh nói Long Tổng nợ tiền của anh, hơn nữa còn có giấy nợ, vậy thì tốt rồi, cho người lấy giấy nợ ra đi. Nếu anh có thể lấy nó ra, tội lần này, chúng tôi sẽ nhận. Hoắc Đa nghe nói như vậy, y muốn bóp chết Tề Đảng Nhàn cũng có luôn rồi, tên mập mạp này sẽ làm ra chuyện xấu. Đối phương dám ầm ĩ như vậy, vậy nhất định là không sợ hãi gì cả, nếu không, Long Phi Vũ cũng là người có thân phận có địa vị, ai mà dám làm quá đáng đến như vậy. Anh ta cảm thấy, Tề Đảng Nhàn đang thuần túy đẩy Hoàng Kỳ Bân vào trong hố lửa. Muốn giấy nợ phải không? Tuấn Thiếu, cậu sai người về giấy nợ sao rồi? Sao vẫn chưa thấy đến? Lục Quy Hải quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn Nghị, lớn tiếng hỏi. Sau đó, anh ta liên tục cười lạnh. Nói, lúc trước, Long Phi Vũ ở trước mặt ta và Tuấn Thiếu ký vào giấy nợ,
đây cũng không phải là lời từ một phía của tôi. Các người muốn trốn nợ, không có cửa đâu. Trần Tuấn Nghị gật gật đầu, nói, đúng vậy, lúc trước tôi cũng có ở đó, tôi có thể làm chứng. Sắc mặt Hoắc Đa càng ngày càng khó coi, chứng cứ ở trong tay đối phương rất xác thực, Hoàng Kỳ Bân tham dự vào việc này, còn đánh người, lúc này, sợ là muốn đưa cả Hoàng Văn Lãng lên ngọn lửa để nướng. Những người của lục phái, sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, quá nửa sẽ đưa Hoàng Văn Lãng vào chỗ chết. Tề Đẳng Nhàn nói nhiều vô ích, nhanh chóng đem giấy nợ đến thì mới là thật. Lục Quy Hải cười lạnh nói, tên mập mạp chết tiệt, mày làm chó liếm của Hoàng Kỳ Bân đúng không? Khi trở về ông đây sẽ dạy dỗ nó đến chết, rồi tiễn mày về Tây Thiên. Hoắc Đa sắc mặt cổ quái, anh ta biết Lý Bán Nhàn, tên mập mạp này có bản lĩnh rất lớn, vừa mới giải cứu Quý Giai từ trong tay của Băng Diệp Nam, hơn nữa, lần trước cũng từng đánh qua với Quý Giai. Cũng đã dạy dỗ Quý Giai và Tạ gia tiểu thư ở đế đô đến nỗi mặt mày xám xịt. Lục Quy Hải ở chỗ này nói muốn dạy dỗ hắn, nếu dùng thủ đoạn không sạch, thì đến lúc đó người bị dạy dỗ đến chết, sợ sẽ là chính anh ta. Tề Đẳng Nhàn lại lười để ý tới Lục Quy Hải, tên này đã một chân bước vào hố của hắn rồi, chẳng là gì cả. Người của Trần Tuấn Nghị rốt cục cũng đã đem giấy nợ đến. Trần Tuấn Nghị sau khi nhận lấy giấy nợ, đã giao luôn cho Lục Quy Hải, nói, Lục thiếu gia, giấy nợ đây. Lục Quy Hải cười lạnh hai tiếng, nói cảnh sát trưởng Hoắc, tôi có chứng cứ ở đây này, anh xem một chút không? Sắc mặt Hoắc Đa khó coi mà gật gật đầu, nhận lấy giấy nợ từ trong tay Lục Quy Hải. Theo bản năng mà đọc ra tiếng. Lục Quy Hải vay Long Phi Vũ 2 tỷ, cam đoan trong vòng một tháng sẽ trả hết. Bên nợ, Lục Quy Hải. Bên cho vay, Long Phi Vũ. Hoắc Đa cau mày, nhìn có chút khó hiểu. Lục Quy Hải sau khi nghe nói như vậy, đã giận tím mặt, giận dữ quát lớn, Hoắc Đa, anh muốn bao che cho Hoàng Kỳ Bân thì thôi đi, vậy mà còn dùng thủ đoạn vụng về như vậy à? Tôi xem, chức cảnh sát trưởng này có tiếp tục làm được nữa hay không? Hoắc Đa lại khó chịu nói, Lục thiếu gia tự mình nhìn xem đi, trên tờ giấy nợ viết rõ ràng. Là cậu mượn 2 tỷ từ chỗ Long Tổng. Giấy trắng và mực đen, rõ rành rành. Sau khi nói xong lời này, anh ta trực tiếp đập giấy nợ vào mặt của Lục Quy Hải. Lục Quy Hải vội vàng nắm lấy tờ giấy nợ rồi nhìn, đầu óc ong ong, mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mình trở thành bên nợ, Long Phi Vũ lại biến thành bên cho vay vậy? Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn không khỏi nở theo một nụ cười. Mạnh Huyền Thông là người ngoài cuộc, thoáng cái đã ý thức được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn Nghị. Trần Tuấn Nghị mặt không chút thay đổi mà đứng ở đó, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh. Lục Quy Hải phục hồi tinh thần lại, quay đầu nói với Trần Tuấn Nghị, Tuấn thiếu gia, chuyện gì xảy ra vậy? Làm thế nào mà nội dung của giấy ghi nợ đã thay đổi rồi? Trần Tuấn Nghị nói, không sao, dù có thay đổi đi chăng nữa. Tôi cũng có thể làm chứng cho anh. Đầu óc Lục Quy Hải trong lúc nhất thời đã có chút hỗn loạn. Lục Quy Hải phục hồi tinh thần lại, nói, không đúng, giấy nợ vẫn luôn do cậu bảo quản, sao lại có thể biến thành như vậy được? Hoắc Đa lạnh mặt nói, Lục thiếu gia, tốt nhất anh nên lấy chứng cứ hợp lệ ra đi. Anh không có giấy nợ, đã muốn lấy của Long Tổng 2 tỷ, đây có phải là có thể hiểu là đang tống tiền được hay không? Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên, nói, đúng đúng đúng, tôi có kinh nghiệm nhất đấy, đây chắc chắn là tống tiền. Long Tổng lại không đắc tội được anh ta, càng không tạo thành tổn thất gì cho anh ta, vậy thì anh ta dựa vào cái gì mà đòi Long Tổng đưa 2 tỷ. Hoắc Đa quay đầu lại, trợn mắt một cái ở chỗ không ai có thể nhìn thấy. Tên mập mạp chết tiệt này, hắn ghê tởm đến thấu thị luôn, là cây gậy chõ phân lợn điển hình. Nếu như không phải ngày hôm qua hắn cứu Quý Giai, giúp mình giải quyết một phiền toái lớn như vậy, nói không chừng mình còn muốn móc súng ra bắn chết hắn. Lục Quy Hải giận dữ nhìn Trần Tuấn Nghị, nói, họ Trần, con mẹ nó, mày có phải là muốn nuốt riêng 2 tỷ kia hay không? Bây giờ mày lấy giấy nợ ra, 2 tỷ kia tao sẽ nhường hết cho mày. Đừng có ép tao phải ra tay với mày. Trần Tuấn Nghị lại thản nhiên nói, cảnh sát trưởng Hoắc, tôi có thể làm chứng cho Lục thiếu gia. Hoắc Đa thiếu kiên nhẫn nói, cậu định làm chứng như thế nào? Bằng chứng đâu?
Tôi làm chứng Lục Quy Hải đặt bẫy Long Tổng, cố ý lừa anh ta, hơn nữa thừa dịp anh ta uống say, bảo anh ta ký nợ. Cách làm của hắn ta, thực chất là tống tiền, là vi phạm pháp luật. Chẳng qua là ngại bối cảnh của Lục Quy Hải mạnh mẽ, tôi đã không thể không làm trái lương tâm mà tạm thời phối hợp với hắn ta. Nhưng dù sao tôi cũng là một nam tử Hán có trách nhiệm, sau đó tôi đã tìm được Long Tổng, trả lại giấy nợ cho anh ta, hơn nữa, cũng vừa lúc thừa dịp. Cảnh sát trưởng Hoắc đây đang ở chỗ này thì tố cáo hắn ta. Trần Tuấn Nghị đột nhiên ưỡn ngực lên, đi về phía trước hai bước, giọng điệu lúc nói chuyện kia, với giọng điệu lúc Tề Đảng Nhàn làm bộ gần như không phân cao thấp, chính là một người cương trực công chính mà. Tề Đảng Nhàn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, phong cách này, thật quá là quen thuộc. Chẳng qua, nhìn sao mà lại có chút thèm đòn nhỉ. Lúc này hắn không khỏi lâm vào trầm tư, khó trách Từ Ngạo Tuyết hận hắn như vậy. Thì ra, biểu hiện bình thường của hắn như vậy à, cũng có chút bực mình đấy. Chẳng qua, biết thì biết, nhưng anh đây sẽ là không thay đổi. Ai, làm sao mà đổi được? Lục Quy Hải nghe Trần Tuấn Nghị nói như vậy, hai mắt không khỏi dần dần mở to ra, trong nháy mắt đã mặt đỏ tai hồng, giận dữ nói, Trần Tuấn Nghị, con mẹ nó, mày có ý gì, vụ oan cho tao à? Vào lúc này Long Phi Vũ cũng nói, cảnh sát trưởng Hoắc, những lời mà Trần Thiếu Gia nói lúc này, thật 100%. Chính là Lục Quy Hải này đã cố ý hãm hại tôi, hơn nữa còn lấy đi một ít tài liệu của tập đoàn Long Thị chúng tôi, là do muốn lừa từ chỗ tôi lấy 2 tỷ. Cũng may Trần Thiếu Gia là một thanh niên có lương tâm có trách nhiệm, người kế nhiệm thế hệ mới của Hương Sơn, anh ta không đành lòng, nên đã âm thầm liên lạc với tôi, trả lại giấy nợ cho tôi. Thân là một người đế đô có tố chất cao, khi ở Hương Sơn lại gặp phải loại chuyện như tống tiền này, tôi thật sự rất đau lòng. Cảnh sát trưởng Hoắc, anh với tư cách là quản lý trị an ở Hương Sơn, đối với chuyện như vậy, không nên có bất kỳ sự khoan dung nào. Phải, rất cần thiết phải, đương nhiên phải nghiêm khắc xử lý. Sắc mặt Lục Quy Hải thay đổi trong phút chốc. Theo việc Trần Tuấn Nghị làm phản, hơn nữa không lấy được giấy nợ ban đầu, hắn ta thoáng cái đã rơi vào thế hạ phong. Hoàng Kỳ Bân vừa mới đánh hắn ta rồi, cũng có lý do và lý do đó rất hoàn mỹ, đây là cố ý thương tổn sao? Rõ ràng là không, này chỉ có thể được gọi là bảo vệ bạn bè và giúp bạn bè tránh bị lừa dối. Mạnh Huyền Thông sắc mặt cũng trở nên khó coi, anh ta rất rõ ràng, đây là Lục Quy Hải bị Trần Tuấn Nghị lừa gạt, Trần Tuấn Nghị khẳng định đã lén lút cùng với đám người này có thỏa hiệp gì đó. Châu báu Trần Thị, trong cuộc đấu tranh này, đã lặng yên không một tiếng động mà đứng trong phe của Hoàng Văn Lãng. Trần Tuấn Nghị, tao đi cả mả nhà mày, mày là cái xẻng xúc cứt, mày dám hãm hại tao, ông đây giết chết mày. Ánh mắt Lục Quy Hải đã đỏ cả lên, giận tím mặt, cầm một bình rượu muốn đập vỡ đầu chó của Trần Tuấn Nghị. Trần Tuấn Nghị lại kêu lên, cảnh sát trưởng Hoắc. Hoắc Đa tức giận quát một tiếng, nói, bắt lấy. Những sĩ quan dưới tay anh cũng không hề mơ hồ, ai nấy cũng dũng cảm tranh giành lên trước, muốn thể hiện bản thân trước mặt Hoắc Đa, bắt được Lục Quy Hải đang chuẩn bị hành hung đánh người. Lục thiếu gia có phải là quá ngông cuồng rồi không? Hoắc Đa tôi đây vẫn ở chỗ này, vậy mà cậu còn muốn hành hung đánh người. Bây giờ, Trần thiếu gia là nhân chứng quan trọng của sở cảnh sát chúng tôi, cậu đang muốn giết người diệt khẩu à? Hoắc Đa thần sắc nghiêm khắc mà giận dữ quát. Trong nội tâm anh cũng không khỏi âm thầm kích động, chuyện Lục Quy Hải này lại đụng phải hắn, có thể nói là đã gặp chúng quả vận may to đùng. Cứ như vậy, người đứng đầu Hoàng Thị cũng đã có lý do để động đao với Lục Phái rồi, dùng Lục Quy Hải làm điểm mở đầu, rút củ cải thì bùn cũng theo ra, vậy không phải là sẽ làm mất một mảng lớn người đang đối nghịch với anh sao? Mà với việc lần này thì trong tương lai anh sẽ được trọng dụng nhiều hơn. Lục Quy Hải không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Tuấn Nghị, giận dữ nói, mày là đồ phản bội, lại dám hợp tác với người ngoài để đặt bẫy tao, tao sẽ không để mày chết một cách dễ dàng đâu. Hoắc Đa lại cười lạnh một tiếng, nói, ghi nhớ những lời hắn ta vừa nói đi, đến lúc cần còn có thể làm chứng cứ để hầu tòa. Lục Quy Hải nghe được những lời này, không khỏi ngậm chặt miệng lại, nhưng vẫn mang bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, dường như đang chuẩn bị ăn thịt người. Long Phi Vũ nhìn không khỏi thoải mái trong lòng, cái tên khốn kiếp này dám lừa mình, lúc này, cũng vừa lúc để cho hắn ta tự mình nếm thử mùi vị khi bị người ta lừa gạt.
Bàn gia làm việc quả nhiên là đáng tin cậy, quá trâu bò, cứ thế mà lừa Lục Quy Hải vào chồng luôn. Đáng tiếc, vừa rồi tôi không thể tự mình ra tay cho hắn ta hai cái vả. Long Phi Vũ nghĩ trong lòng, đồng thời, đối với Tề Đẳng Nhàn đã 100% bội phục, quả thực là tinh vi như người trời. Hoắc Đa nói với Long Phi Vũ, Long Tổng, mời anh theo tôi đến sở cảnh sát một chuyến, phối hợp điều tra một chút, nói kỹ sao anh lại bị người ta tống tiền. Còn có Trần Thiếu Gia nữa, cũng mời đi theo tôi một chuyến, dù sao, anh cũng là một nhân chứng quan trọng. Long Phi Vũ và Trần Tuấn Nghị đều sảng khoái mà đáp ứng, không thành vấn đề. Lục Quy Hải tức giận đến cả người đều run rẩy, phẫn nộ nhìn Trần Tuấn Nghị, hỏi, vì sao? Vì sao lại phản bội tao? Trần Tuấn Nghị cười cười, sao mà lại có nhiều vì sao như vậy được chứ? Ông lớn mập này chính là bạn tốt của Trần Thị Nam Dương, là đồng bọn mà chị cả Trần Ngư rất coi trọng, trên dưới Trần gia, ai mà dám trêu chọc vào hắn chứ? Huống chi, thông qua chuyện này, cũng có thể để cho châu báu Trần Thị và Hoàng Thị mới có một chỗ đứng. Mạnh Huyền Thông muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn thành thành thật thật mà câm miệng, Trần Tuấn Nghị phản bội, một đao bị đâm sau lưng này quá đau. Lục Quy Hải cũng là đồ ngu xuẩn, thứ quan trọng như giấy nợ kia, làm sao có thể giao cho người khác bảo quản được. Cầm đi không thơm hơn à, bây giờ thì tốt rồi, vốn là lừa người, kết quả lại thành mình bị lừa, còn chôn vùi cả bản thân mình. Cậu làm sằng làm bậy, tôi chính là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, sao em ép có thể cùng ngươi làm mấy chuyện trái pháp luật được. Trần Tuấn Nghị phong độ nhẹ nhàng bổ sung thêm một đao. Lục Quy Hải suýt nữa đã phun ra một ngụm máu già. Tề Đẳng Nhàn nhìn Trần Tuấn Nghị, không khỏi chậc chậc tán thưởng, người trẻ tuổi này, trâu bò phết, mình có nên cân nhắc thu anh ta làm đồ đệ hay không nhỉ? Truyền thụ cho anh ta một chút bản lĩnh thực sự, nói không chừng bồi dưỡng một thời gian, về sau cũng có thể vào trung tâm massage lập mấy cái mục tiêu nhỏ nhỉ? Hoắc Đa vung tay lên, trực tiếp dắt người đi. Mạnh Huyền Thông đen mặt nói với Nhiếp Thanh Sơn, Nhiếp sư phụ, chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm thôi. Hắn ta lại quay đầu lại, cười lạnh với Tề Đẳng Nhàn nói, oát con, ở đại hội võ đạo, ông đây chờ mày. Ông đây đã giúp anh một việc lớn như vậy rồi, hôm nay, anh nhất định phải mời tôi ăn. Hoàng Kỳ Bân đợi đến khi người đi hết rồi, mới tóm lấy cổ áo của Tề Đẳng Nhàn, nhe răng cười nói. Dựa vào cái gì? Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên cảm thấy Hoàng Kỳ Bân này không phải là người tốt. Vậy mà còn muốn hắn trả tiền. Lần trước anh lừa tôi như vậy rồi, không thể bồi thường cho tôi một chút sao? Đồ chó, Hoàng Kỳ Bân vẻ mặt tức giận nói, bây giờ, cả ngày em gái của tôi đều diss tôi, đều là do anh hại đấy. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười nói, công tử con của người đầu thành phố uy hiếp tôi kìa, bắt tôi đến trung tâm massage tiếp khách, muốn kim hình đó. Một loại dụng cụ tra tấn dùng để lấy lời khai từ nữ tù. Tôi đã mời anh bao nhiêu lần rồi, lần này lại còn giúp anh giải quyết Lục Quy Hải, anh không nổi mời tôi sao? Thế thì cũng giỏi thật đấy, Hoàng Kỳ Bân khó chịu nói. Kim mà tôi nói, là kim để thêu hoa, còn hình phạt mà tôi nói, là hình phạt của pháp luật hình sự. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười trong không cười nói. Tôi thấy tên oát con nhu anh mới là kim hình ấy. Hoàng Kỳ Bân nổi trận lôi đình, nếu không phải đánh không lại hắn, chỉ định làm điếc tai hắn. Tôi lớn nhỏ vừa ý, châu bò thì tụ thành đám. Tề Đẳng Nhàn cao ngạo nói, trong lúc nói chuyện, đã rút gân nhổ xương, chiều cao đã cứng nhắc thêm 3 cm. Hoàng Kỳ Bân sửng sốt, sau đó nhíu mày nói, không phải anh nói ở phương diện kia thì không có cách nào sao? Tề Đẳng Nhàn cười nói, công phu này của tôi, chỉ truyền cho đời con cháu, cậu có muốn nhận tôi làm cha không? Hoàng Kỳ Bân chỉ muốn bóp chết tên tiện nhân này thôi, nói, được. Lần tới tôi gặp Dương Tiểu Thư, sẽ nói với cô ấy rằng anh đi trung tâm massage gọi hơi hai người đứng đầu. Tề Đẳng Nhàn đưa tay ôm lấy bả vai của Hoàng Kỳ Bân, thản nhiên nói, giữa anh em với nhau thì phân biệt anh với em kiểu gì được. Hôm nay tôi mời khách, tôi mời. Lúc này trên mặt Hoàng Kỳ Bân mới lộ ra một chút ý cười, để cho tên khốn kiếp này mời khách, lúc về mà em gái phát hiện rồi của trách, anh ta đã có thể vứt nồi đi rồi. Đợi đến khi Long Phi Vũ từ sở cảnh sát lấy xong lời khai và tường trình, ba người thành công hội hợp. Việc này của Lục Quy Hải đã định rồi, không có mười mấy năm, thì đừng nghĩ đến việc ra ngoài.
Long Phi Vũ vô cùng hưng phấn mà nói. Cái gì, đã giúp anh một việc lớn như vậy rồi, có phải nên này kia một chút không? Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, hỏi. Đi, đến trung tâm massage hoa anh đào, tôi mời. Long Phi Vũ hào phóng nói. Hoàng Kỳ Bân nhất thời vô cùng khinh bỉ mà nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, tên này thật sự là hố mà, rõ ràng đã đồng ý sẽ mời khách, quay đầu đã lấy Long Phi Vũ ra làm lá chắn rồi. Chẳng qua, bây giờ không cần tự mình tiêu tiền, Long Phi Vũ mời Long Phi Vũ mời vậy. Lục Quy Hải bởi vì tống tiền mà bị Hoắc Đa bắt, thoáng cái đã nổi đến mức tất cả người ở Hương Sơn đều biết chuyện. Hoàng Văn Lãng lập tức triệu tập một cuộc hội nghị, hơn nữa còn ở trong hội nghị mà bày tỏ, Lục Quy Hải tống tiền Long Phi Vũ của tập đoàn Long Thị 2 tỷ, sao hắn ta lại có gan to như vậy? Chính xác thì ai đã đứng ở sau lưng hắn ta, bảo vệ hắn ta? Đối với loại vi phạm này, chính quyền Hương Sơn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vì vậy, cây đuốc thứ hai của Hoàng Văn Lãng đã được đốt cháy bởi sự kiện này. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, cây đuốc này nhất định là muốn đốt đến đầu của Lục phái. Lục Quy Hải ở bên kia bị Trần Tuấn Nghị đâm cho một đao, hơn nữa Long Phi Vũ đang nắm trong tay tờ giấy nợ của lúc trước, nhân chứng vật chứng đều có, muốn lật bàn cũng là chuyện không có khả năng. Cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách Lục Quy Hải quá tham lam, 2 tỷ dù sao cũng không phải là một con số nhỏ, Hoàng Văn Lãng làm lớn như vậy, cũng không ai có thể nói ông ta đang làm chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn. Sau hội nghị, Hoàng Văn Lãng không khỏi thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, một đao này, tất nhiên là có thể khiến tim của cả đám người Lục phái hoảng sợ, thậm chí là trực tiếp tan rã. Không có chướng ngại vật như Lục phái này, ông ta muốn làm việc gì? Dần dần quét sạch chướng ngại vật, cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn không qua đêm ở trong trung tâm massage, sau khi xoa bóp chân, đã chuồn mất dạng. Dù sao, khí chất, dáng người, nhan sắc cùng nhau tồn tại, chỉ có thư ký Dương mới là tình yêu đích thực, những cô gái nước kiệt bành ở trung tâm massage này, cũng chỉ là để cho hắn mở rộng tầm mắt thôi, ngẫu nhiên thì thúc đẩy giao lưu hữu nghị quốc tế một chút mà thôi. Hả, trở lại. Vừa rồi, Mạc Văn Trường gọi điện thoại cho tôi, nói là bên câu lạc bộ đã có thể khởi công rồi, tất cả văn bản kiểm toán đã được thông qua hết. Dương Quan Quan đang ngồi trong phòng khách uống cà phê, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn trở về, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Cô biết, đây nhất định là do Tề Đẳng Nhàn lừa Lục Quy Hải, thanh gươm treo trên người của Hoàng Văn Lãng đã rơi xuống, bây giờ người của Lục phái đã bắt đầu nghĩ biện pháp để tự bảo vệ mình rồi. Lục Quy Hải tống tiền Long Phi Vũ 2 tỷ, chuyện này đã gây ra náo loạn quá lớn, Hoắc Đa cũng là một người khôn khéo, không hề cho Lục phái có cơ hội đè chuyện này xuống, vừa mới xách người vào sở cảnh sát, đã lập tức tổ chức họp báo. Long Phi Vũ ở bên kia cũng không hoang mang, lập tức mời phóng viên ở Đế Đô đang đi công tác ở Hương Sơn đến. Làm như vậy, cho dù là ông trời có tới, nhất định cũng phải nghiêm tra đến cùng. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng. Nói, lúc trước Hoàng Văn Lãng còn gọi điện thoại cho tôi nói đến chuyện này, Mạc Văn Trường này thật ra cũng là một người thông minh, vừa nhìn thấy tình thế không đúng, đã lập tức thay đổi hướng gió. Dương Quan Quan lại cười lạnh nói, loại phái nửa vời như này này, nhất định phải cho dạy dỗ hắn ta một cách sâu sắc. Tôi chuẩn bị dùng việc rút vốn để uy hiếp, để cho lưỡi đao của người đứng đầu Hoàng thị chém nặng thêm một chút. Thế cũng tốt, Tề Đẳng Nhàn hớn hở gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Dương Quan Quan đã tuyên bố muốn rút vốn khỏi Hương Sơn, tuy rằng không nói rõ là vì sao, nhưng có một ít lời đồn lộ ra, tất cả đều hướng về phía Mạc Văn Trường. Mạc Văn Trường sắc mặt trắng bệch, tự mình mang theo hai hộp quà tới xin lỗi, chỉ cầu xin Dương Quan Quan không nên xử hắn ta, giơ tay đánh khẽ. Dương Quan Quan cười tủm tỉm nhìn Mạc Văn Trường, nói, làm sao mà tôi có thể xử anh được nhỉ? Mạc tiên sinh không cần nói giỡn đâu. Tôi làm sao dám đấu với anh chứ? Tôi đây chẳng qua là đọc tin tức ngày hôm qua, cảm thấy các nhà đầu tư từ nơi khác đến làm ăn ở Hương Sơn không an toàn, có khả năng bị tống tiền thôi. Cho nên, lúc này tôi mới muốn rút vốn. Chuyện này không liên quan đến anh. Mạc Văn Trường run giọng nói, Dương Tiểu Thư, cho tôi một con đường sống có được không? Sau này tất cả các vấn đề của câu lạc bộ du thuyền, tôi bật đèn xanh hết. Không cản trở dù chỉ một chút. Dương Quan Quan lại khoát tay áo,
nói, không liên quan gì đến chuyện này cả, tôi chỉ cảm thấy rằng môi trường đầu tư không an toàn, cho nên chuẩn bị rút vốn thôi. Mạc Văn Trường nhất thời mặt xám như cho tàn, cắn răng nói, Dương Tiểu Thư, tôi đã cúi đầu trước cô như vậy rồi, chuyện này cũng không cần phải quá tuyệt tình như vậy chứ. Tuyệt tình, lúc trước anh đã làm như thế nào, tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi đây chẳng qua là vì an toàn tài chính của mình mà rút vốn thôi, đến miệng của anh, đã trở thành làm chuyện tuyệt tình. Dương Quan Quan cười như không cười mà nhìn Mạc Văn Trường, giọng điệu dần dần trở nên lạnh như băng. Tề Đẳng Nhàn lúc này mới từ trong phòng đi ra, nói, hả? Đây không phải là Mạc tiên sinh sao? Tôi đã nói gì với anh quên mất rồi à? Mạc Văn Trường bụp một tiếng đã trực tiếp quỳ xuống, cầu xin nói, vì sự phát triển kinh tế trong tương lai của Hương Sơn, tôi đến cầu xin Dương Tiểu Thư ngàn vạn lần không nên rút vốn. Việc rút vốn của ngài, đối với kinh tế của Hương Sơn chúng tôi mà nói, chắc chắn là tổn thất cực lớn. Lời này nói rất đàng hoàng. Dương Quan Quan lại lạnh lùng nói, không có cửa đâu. Trừ khi anh chết đi. Tề Đẳng Nhàn cũng không khỏi cười lạnh. Mạc Văn Trường cắn răng nói, ở chỗ của tôi có giữ chứng cứ phạm tội của hai cha con Trần Bá Hạ và Trần Hùng Phi. Thứ mà Mạc Văn Trường quản lý chính là một phần tài nguyên biển của Hương Sơn, có vật tư gì muốn ra muốn vào Hương Sơn, phần lớn đều phải vượt qua sự cho phép của hắn ta. Loại nhân vật quyền cao chức trọng như hắn ta, vậy mà lại ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan nói ra những lời như vậy. Thoáng cái bán cả hai cha con của Long Môn ở Hương Sơn đi mất. Dù sao thì, phản ứng đầu tiên của Tề Đẳng Nhàn chính là không tin. Phải vậy không, anh có thì đưa trực tiếp cho người đứng đầu Hoàng Thị đi, ông ta nhất định sẽ rất vui mừng, anh đến nói với chúng tôi làm cái gì? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi, thậm chí giọng điệu còn mang theo chút trêu tức. Lời tôi nói chính xác 100%, Mạc Văn Trường trầm giọng nói, nếu các người đồng ý nói giúp tôi ở trước mặt người đứng đầu Hoàng Thị, thì mấy thứ này, tôi có thể đưa hết tất cả cho các người. Tôi biết các người có địa vị không bình thường ở trong lòng của người đứng đầu Hoàng Thị, nhất là Lý Tổng, anh có quan hệ rất tốt với Hoàng Thiếu Gia. Tôi không muốn ngã trong cuộc tranh đấu lần này, cho nên, tôi đồng ý đưa chứng cứ phạm tội của cha con Trần ra giao cho các người. Dương Quan Quan không khỏi nghi ngờ mà nhìn Mạc Văn Trường, nói với Tề Đẳng Nhàn, lời nói của hắn ta, tôi cảm thấy không đáng tin cho lắm. Tề Đẳng Nhàn nói, đáng tin hay không thì không biết được. Lấy chứng cứ ra xem là biết thật hay giả ngay. Mạc Văn Trường nói, tôi có thể giao chứng cứ phạm tội của bọn họ cho các người, nhưng mà, các người cũng phải cam đoan là khi ở trước mặt người đứng đầu Hoàng Thị nói chuyện giúp tôi, đảm bảo tôi sẽ không có chuyện gì. Sau khi Lục Quy Hải bị Hoắc Đa bắt vào sở cảnh sát, hơn nữa sau khi có nhiều phóng viên theo dõi và đưa tin về chuyện này như vậy, Mạc Văn Trường đã ý thức được. Trận tranh đấu giữa Lục Phái và người đứng đầu mới nhậm chức này, có thể nói là đã đến thời điểm nóng bỏng nhất rồi, Hoàng Văn Lãng yên lặng đã lâu, cuối cùng cũng đã tìm được cái cớ để vung dao lên. Chỉ cần ông ta tóm chặt lấy việc phải người là ô dù của Lục Quy Hải, thì mới có thể khiến cho Lục Quy Hải kiêu ngạo đến như thế, dám tống tiền Long Phi Vũ số tiền lớn như vậy, thì sẽ có thể chém chết rất nhiều người. Lục Quy Hải dù sao cũng là người nhà của người đứng đầu thành phố đời trước, mà những người như bọn họ, đều là người được đề bạt bởi người đứng đầu thành phố đời trước, bọn họ và Lục Quy Hải, sao mà có thể chưa từng gặp nhau? Anh không sợ mình liên lụy vào sao? Tề Đẳng Nhàn cười như không cười nhìn Mạc Văn Trường, anh có thể lấy được chứng cứ phạm tội của bọn họ, chỉ sợ là do mình cũng tham dự nhỉ? Mạc Văn Trường lại mang vẻ mặt quang minh lẫm liệt mà nói, tôi sẽ không làm những chuyện trái pháp luật kia đâu, những thứ này không có một chút quan hệ nào với tôi. Tề Đẳng Nhàn đối với thái độ này của Mạc Văn Trường, không khỏi cảm thấy buồn cười, hình như nhìn có chút quen mắt nhỉ. Vậy được rồi, Mạc tiên sinh anh cứ nói một chút đi, hai cha con bọn họ tham gia vào hoạt động phạm pháp gì? Nếu như có thể cho chúng tôi chứng cứ, tôi có thể bảo đảm có thể nói chuyện giúp anh ở trước mặt của người đứng đầu Hoàng Thị. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Hai cha con Trần Bá Hạ và Trần Hùng Phi nắm trong tay Long Mông ở Hương Sơn đã nhiều năm. Mở hộp đêm, có cả người buôn bán hàng cấm. Mà những loại hàng cấm này, đều là do bang Diệp Nam vận chuyển tới từ Tam Giác Vàng. Mạc Văn Trường nói. Tề Đẳng Nhàn lại lắc lắc đầu, cười nhạo nói, hàng cấm làm gì may mắn như vậy được.
Tôi biết bang Diệp Nam có buôn bán hàng cấm, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là chút ít một. Mạc Văn Trường nói, đó là bởi vì Hà Gia ở nước Ngọc Thạch bên kia đã nhập hàng nguyên thạch. Hàng cấm, đều là thông qua sự yểm hộ của Hà Gia, rồi vận chuyển vào Hương Sơn. Bang Diệp Nam phụ trách tìm người bán hàng ở Tam Giác Vàng, xử lý nguồn hàng, Hà Gia thì phụ trách vận chuyển, Long Môn ở Hương Sơn thì phụ trách bán phá giá ở trong các hộp đêm lớn của mình. Lý Tiên Sinh, có một tập đoàn lớn như vậy hỗ trợ, giấu hàng lậu ở trong nguyên thạch, còn lo không vận chuyển được vào Hương Sơn sao? Tề Đẳng Nhàn sau khi nghe xong thì không khỏi trầm mặc, cười nói, ghê gớm thật, moi sạch lõi nguyên thạch, giấu hàng cấm vào trong tảng đá. Khối lượng của công trình này, cũng không hề nhỏ nhỉ. Chẳng qua, Mạc Tiên Sinh à, tôi phải nói cho anh biết. Ở Tam Giác Vàng phía bên kia, tôi có bạn bè làm quân phiệt đấy. Tôi gọi điện thoại qua hỏi tình huống một chút, nếu như không phải là sự thật, vậy thì đừng trách tôi sẽ trực tiếp đuổi anh đi. Mạc Văn Trường sửng sốt, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn có quan hệ rộng lớn như vậy, vậy mà ở Tam Giác Vàng phía bên kia còn có bạn bè quân phiệt. Đây phải là thần thông quảng đại rồi đó. Nếu như vị bạn bè làm quân phiệt này có chút thế lực mà nói, quá nửa vẫn có thể thăm dò được một chút tin tức. Mạc Văn Trường ho khan một tiếng, nói. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, những thứ anh nói với tôi chỉ là tin tức, chứng cứ mà anh nói thì sao? Mạc Văn Trường nói, chứng cứ đương nhiên là có rồi, chẳng qua, anh phải đảm bảo tôi sẽ không bị ảnh hưởng trong cuộc tranh đấu phe phái lần này. Tôi có thể, cũng đồng ý phe dưới trướng của người đứng đầu Hoàng Thị. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này tôi sẽ đi nói với người đứng đầu Hoàng Thị, chẳng qua, có đồng ý nhận hay không, tôi cũng không thể đảm bảo cái gì cho anh cả. Mạc Văn Trường trầm ngâm một lát, nói chứng cứ cần anh tự mình đi lấy, tùy thuộc vào việc anh có năng lực và lá gan hay không thôi. Dương Quan Quan nhất thời cười nhạo, nói, ngay từ đầu anh nói có là chứng cứ. Bây giờ lại nói cần chúng tôi tự mình đi lấy. Tôi thấy anh chỉ đơn giản là không có thành ý gì thôi, không cần nói tiếp nữa đâu. Mạc Văn Trường nói, tôi biết cha con Trần Bá Hạ và Trần Hùng Phi cất giấu những lô hàng cấm đó ở đâu. Hơn nữa, năm đó cá sấu buôn lậu ở Hương Sơn rồi trốn ở đâu, tôi cũng biết. Trong tay cá sấu chuyên buôn lậu này có một quyển sổ, hoàn toàn có thể chỉ ra hai cha con Trần Bá Hạ và Trần Hùng Phi. Tề Đẳng Nhàn nói, khả thi đấy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho người đứng đầu Hoàng Thị, anh đứng một bên nghe đi. Mạc Văn Trường nhất thời mừng rỡ, gật gật đầu. Tình huống bây giờ của Lục Phái, Lục Quy Hải bị tóm trúng chân đã đau rồi, tất cả mọi người đều phải tự bảo vệ mình, không ai rảnh rỗi. Quan hệ giữa hắn ta và Long Môn ở Hương Sơn tuy rằng không tệ, nhưng cũng chỉ có thể tử đạo hữu bất tử bần đạo. Y nói, chỉ cần mình sống được là được, bạn bè sống hay chết không quan trọng. Hơn nữa, chiêu bán đồng đội của Mạc Văn Trường này có thể nói là rất đúng chỗ. Tề Đẳng Nhàn đã nghĩ đến việc động vào Long Môn ở Hương Sơn từ lâu rồi, mà Hoàng Văn Lãng bởi vì Hà Gia, đối với Long Môn ở Hương Sơn cũng là một loại trạng thái thủy hỏa bất dung. Mạc Văn Trường bỏ ra những tin tình báo này, quả thật là có tư cách bán với một cái giá không tồi ở chỗ Hoàng Văn Lãng. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp bấm số của Hoàng Văn Lãng ở trước mặt Mạc Văn Trường. Sau đó bật loa ngoài, trực tiếp nói với Hoàng Văn Lãng chuyện này. Hoàng Văn Lãng tỏ vẻ Lục Quy Hải là do Tề Đẳng Nhàn đưa vào, chút mặt mũi này ông ta đương nhiên sẽ cho, Mạc Văn Trường ông ta cũng có thể buông tha. Thấy Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Văn Lãng nói chuyện vui vẻ, trong lòng Mạc Văn Trường không khỏi âm thầm kinh ngạc, đồng thời, cảm thấy mình đã cược đúng người rồi. Mạc Tiên Sinh, anh đã nghe được tất cả rồi, kế tiếp, chính là lúc anh thể hiện thành ý. Tề Đẳng Nhàn cất điện thoại của mình vào trong túi, nhìn Mạc Văn Trường, thần sắc lười biếng nói. Được rồi, Lý Tổng quả nhiên là người đáng tin, chỗ này của tôi đương nhiên cũng sẽ không lừa gạt Lý Tổng. Mạc Văn Trường đã hoàn toàn yên lòng. Kế tiếp, cho dù toàn bộ Lục Phái ngã xuống, hắn ta cũng đã không cần lo lắng nữa rồi, hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội này để lấy lòng Hoàng Văn Lãng, địa vị sau này ở Hương Sơn có lẽ sẽ càng thêm vững chắc. Đợi đến khi Mạc Văn Trường rời đi, Dương Quan Quan mới nói, người này là một tên tiểu nhân. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói quan tâm hắn ta có phải là tiểu nhân hay không làm gì, nếu như những tin tình báo do hắn ta cung cấp chuẩn xác không sai chút nào,
như vậy, đã có thể dùng một gậy để đánh chết Long Môn ở Hương Sơn rồi. Tề Đẳng Nhàn ghi một ít chuyện quan trọng gần đây, vào trong bản ghi chép ở điện thoại di động, tránh việc có lúc lai mơ hồ. Ưu tiên hàng đầu, trói cửu béo, mục tiêu nhỏ 2 tỷ USD, không cho thì giết con tin, dù sao thì ông đây cũng là khủng bố. Việc lớn thứ nhì, dùng diện mạo gốc để tham gia đại hội võ đạo, giết sạch, cứ quấy nhiễu rồi nói sau. Mắt đợi ích thấy ngày đại hội võ đạo, vào một tuần sau, Tề Đẳng Nhàn bắt đầu thừa dịp rảnh rảnh trong khoảng thời gian này để điều chỉnh. Hắn mỗi ngày đều dậy sớm dẫn theo hai người Dương Quan Quan và Hoàng Sung đi luyện công, còn mình thì sẽ dành khoảng 2 giờ để luyện tập một mình, khiến trạng thái cơ thể của mình càng ngày càng tốt. Trạng thái cơ thể của hắn như thế nào, Dương Quan Quan là người có thể cảm nhận được rõ ràng nhất. Ngoài ra thì còn phải quan sát thế cục ở Hương Sơn biến hóa, ngẫu nhiên bị Long Phi Vũ và Hoàng Kỳ Bân hẹn ra ngoài. Thứ hai, vốn là không muốn đi trung tâm massage đâu, nhưng Long Phi Vũ này nói có một trung tâm massage mới mở, bên trong toàn là các em gái từ Tuyết Quốc tới. Tôi cảm thấy hơi nhớ Eva, đi xem cũng tốt, và các kỹ thuật viên ở trong đó cũng giao tiếp được, có thể giúp tôi nâng cao trình độ ngôn ngữ Tuyết Quốc để giao lưu với Eva trong tương lai. Hôm nay liên lạc với Ngọc Tiểu Long một chút, thương lượng một số chuyện. Chuẩn bị quên. Thứ ba, hôm nay không thể đi trung tâm massage nữa, phải luyện công thật tốt. A Bân này nói muốn mời khách, tôi là người hay nể mặt bạn bè, vẫn phải đi thôi, dù sao thì cũng không thể làm cho A Bân cảm thấy tôi là người lợi hại, nên khinh thường anh ta được. Gọi hai người đứng đầu đến, tốn hơn 8 vạn của A Bân, có chút cảm giác tội lỗi. Hôm nay lại cùng Ngọc Tiểu Long thương lượng một chút chuyện chi tiết cụ thể. Chuẩn bị quên. Thứ tư, về việc bắt được tên khủng bố như tôi đã rất ồn ào rồi, tôi phải cảnh giác. Ngày hôm qua trung tâm massage nói là có hai kỹ thuật viên cực phẩm mới tới, tôi không có hứng thú, nhưng Long Phi Vũ và A Bân quá nhiệt tình, thế thì tùy tiện đi bóp chân vậy. Trạng thái tinh thần hôm nay không tệ, sau khi dùng hổ báo lôi M để tẩy tủy, thể năng hình như lại tăng lên rồi. Ngày mai nhất định phải đề phòng, không được kiêu căng, đại hội võ đạo sắp được tổ chức rồi, còn chưa tới trạng thái mạnh nhất nữa, tôi phải có chút cảm giác vội vàng. Thứ năm, đến trung tâm massage. Thứ sáu, Long Phi Vũ và A Bân hình như đã có chút nghiện trung tâm massage do Tuyết Quốc mở, tôi có thể làm gương để cảnh cáo bọn họ, dù sao, khi đến cửa trung tâm massage, tôi bị Thu Mộng nhìn thấy. Tôi tin chắc, đến cửa của trung tâm massage mà không vào, sẽ làm cho bọn họ có tư tưởng như sấm bên tai, đang say rượu thì thức tỉnh. Nhan Tiện hẹn với Thu Mộng một chút, hỏi tôi về chuyện bùa may mắn, chuyện này nhất định phải cảnh giác hơn nữa mới được. Thứ bảy, vừa mới nhớ tới việc ngày hôm qua lúc hôn môi quên duỗi đầu lưỡi ra, tôi vẫn quá thuần khiết mà, trước kia đồ tể cả ngày nói đùa nói tục cũng không nói khiến tôi trở nên quá xấu, quả thật là tính người vốn thiện mà. Hôm nay A Bân và Long Phi Vũ không hẹn ông đây nữa, quá nửa là đi ăn mảnh rồi. Chủ nhật, vốn là muốn đến trung tâm massage, nhưng em gái Cao Kiều lại bảo tôi đến bệnh viện để thăm cô ta, cái người lắm lời này, dòng dài đến nỗi làm đầu óc tôi phát đau. Nếu không phải cô ta bảo tôi nhìn xem xương đùi của cô ta có vấn đề gì hay không, tôi mới lười đến với cô ta. Sờ hay không sờ chân dài của cô ta cũng không sao cả, mấu chốt là không thể để cho cô ta có chút bệnh ẩn nào. Tôi chạm vào nó rồi, không có vấn đề gì cả. Cô gái ngốc này còn rất tham lam, vậy mà còn muốn buổi tối tôi không đi mát. Đùa tôi đấy à, ông đây có mấy tỷ khủng bố. Là ông chủ lớn. Làm sao có thể ngủ trên cái giường hộ lý thối ở trong bệnh viện được cơ chứ? Trước khi đi cô ta còn mắng ông đây IQ thấp, thật sự là có bệnh mà. À, ngày mốt chính là đại hội võ đạo rồi, trạng thái thân thể của tôi lại rất tốt, xem ra, đến trung tâm massage cũng có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Tề Đẳng Nhàn vì chuẩn bị tốt cho đại hội võ đạo này, cho nên đã dùng điện thoại di động để ghi lại trạng thái thân thể trong 7 ngày nay của mình. Kết quả, lại là ghi nhớ mấy cái chuyện chẳng có tí liên quan gì cả. Mở bản ghi nhớ ra xem, toàn là chuyện đến trung tâm massage, thật sự làm cho người ta không nói nên lời. Sáng thứ hai khi thức dậy, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy trạng thái tinh thần đầy đủ, thần hành cơ viên không rõ nghĩa nữa ạ, tình trạng thể lực vô cùng sung mãn. À, lại là một trạng thái tốt nhất, trước nay chưa từng có. Tề Đẳng Nhàn vươn vai. Cả cột sống bắt đầu khởi động từ trên xuống dưới, tựa như một con rồng lớn đang sống lại.
Hắn phun ra một ngụm khí bẩn, khí này ngưng tụ thành xương trắng, phun ra xa 2 mét, mới chậm rãi tiêu tán mất. Hôm nay hắn không dẫn Dương Quan Quan và Hoàng Sung đi luyện võ, mà là thoải mái ngủ một giấc, dù sao, ngày hôm qua khi từ chỗ của em gái Cao Kiều trở về đã là 2 giờ sáng rồi. Hắn chải chuốt đơn giản một phát, rồi kéo cửa sổ ra và trực tiếp nhảy ra ngoài, nhìn thấy Dương Quan Quan đang ở trong sân luyện tập. Cô mang theo tạ nặng 20 kg, hai đầu tạ treo một tấm tạ, một bên nặng khoảng 50 kg. Dương Quan Quan bị cái trọng lượng này làm cho mặt đỏ tai hồng, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó vận dụng lực bộc phát để nhanh chóng đứng dậy một cái, lại dùng trung bình tấn để lên xuống khoảng 10 lần. Kỹ năng cơ bản của cô ngày càng vững chắc, Tề Đẳng Nhàn nói, cho dù đã mang trọng lượng lớn như vậy rồi, mà vẫn có thể giữ được thế đứng trung bình tấn. Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu với một bước chân. Chỉ có khi kỹ năng cơ bản được rèn luyện tốt, mới có thể đạt tới độ cao như cô, tôi vẫn chờ mong một ngày nào đó có thể đè cô xuống đất. Dương Quan Quan mỉm cười nói, sau khi treo tạ lên, bắt đầu dùng phương thức luyện lực bộc phát để tiến hành kéo mạnh. Chậm rồi lại nhanh lên, mỗi một lần phát lực, đều vận dụng lực bộc phát, cứ như vậy, lực bộc phát có thể được rèn luyện lâu dài, mà hậu quả béo lên của cơ bắp cũng sẽ nhỏ đi một chút. Dương Quan Quan bây giờ, dáng người đó là tuyệt nhất luôn, đường cong khắp thân thể, đều có thể nói là hoàn mỹ, ôn nhu nhưng đồng thời cũng không thiếu lực bộc phát đầy dã tính, công kích thị giác của người ta một cách mãnh liệt. Tề Đẳng Nhàn vừa chuẩn bị trả lời cái gì đó, Dương Quan Quan đã nói, tôi thấy 2 ngày nay, anh vẫn cố ý luyện phần cơ lưng. Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói, đúng vậy, tôi đang kích hoạt đầy đủ cơ lưng, dễ dễ phát huy cái bản lĩnh chạy trốn của Hồng Thiên Đô đệ nhất thiên hạ đó. Dương Quan Quan không khỏi tò mò nói, thế nào rồi? Tề Đẳng Nhàn cũng không nói lời nào, chỉ cởi áo khoác của mình ra, bày ra phần cơ lưng rộng, sau đó xương bả vai co lại chặt vào trong, toàn bộ hình thái cơ lưng đã được phô bày ra. Môn công phu này của Hồng Thiên Đô, muốn vận dụng thiền lý, hẳn phải là một kỳ tài, có thể dừng lực lượng ở cơ lưng và sự linh hoạt mở ra đến trình độ này, quả thực rất hiếm thấy. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan nhìn lưng Tề Đẳng Nhàn, không khỏi âm thầm líu lưỡi, cảm thấy lưng quỷ của Tiết Thứ Lang, chắc cũng chỉ là như vậy thôi. Sau khi cơ lưng của Tề Đẳng Nhàn mở ra, thân thể vừa động, cơ lưng rộng mở ra, trong lúc run run phảng phất như đang va chạm với không khí, phát ra 2 tiếng nổ giòn. Long hình khố bộ của hắn vừa mở ra, cơ lưng tựa như cánh, tốc độ và độ dài cả người đã lướt ra, đã đạt tới một trình độ vô cùng khoa trương. Hồng Thiên Đô chạy trốn là đệ nhất thiên hạ, thật đúng là không phải khoe khoang. Dương Quan Quan nhìn thấy như vậy, không khỏi liên tục gật đầu. Cứ như vậy, tôi cũng không cần lo lắng khi anh lấy bộ mặt thật để lộ diện ở đại hội võ đạo sẽ không rời đi được. Có bản lĩnh chạy trốn như vậy, Chiến Phi có gọi tới nhiều gà đất chó sành, một đám ô hợp hơn nữa, cũng không ngăn được anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.